hoa mai nở một nồi. Alo, ủa mày về chưa? Sao mày nói mày về sớm mà giờ này mày chưa về? Vì Tết nhất mà đi làm xa. Ừ, về nghe con nghe. Ừ, bye bye. Tân ơi, cái gì vậy, mày làm gì vậy anh Năm? Cái gì? Bị nó dí. À không, không có. Ai dí mày? Đâu có, thấy người ta dí chạy cho vui. Mày vô duyên quá, sao ăn rồi mày chứ. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì hai anh em mà tao chưa thấy thằng nào như mày. Nhìn gì? Ai thiết kế hả? Ai thiết kế mà dán nguyên cái giường bông lên góp vậy? Xin tự giới thiệu với mày, anh Tư mày tự thiết kế gốm không? Trời đất ơi, cái áo là đẹp rồi đó, gắn cái bông lên là nó không có dính gì đó. Dính, ta dán bằng băng keo mà không dính, mày tào lao. Ý người ta dính là vô cái xì tai đó. Xì tai là cái gì? Phong cách đó. Phong cách vậy là quá rồi. Này bây giờ ta nói mày nghe, mày chỉ cần mua cái áo thôi, Tết mày dán bông ngoài đó. Rồi bắt đầu mùa thu mày chơi bông cúc. À, mỗi mùa bông à, mỗi mùa mình dán một bông. À, không cần mua nhiều áo. Không cần mua nhiều áo. À, vậy hả? Thì ra. Nhưng mà mặc cái này hơi mệt chút thôi. Sao mệt? Bị lâu lâu phải đập cho nó dính keo vô đó. Hay quá ta. Thấy tụi ông tụi mặc đồ là ẩm thực liền. Nhìn nó nhớ bánh lọt không? Ờ. Nhìn, nhìn y chang à. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh mướn cho tôi bộ đồ này, rồi anh bộ đồ này mặc chi trời? Mày làm bao nhiêu mày cũng lòi dân ruộng mày ra. Mày phải theo phong cách như anh mày nè. Trời ơi, mang đồ dép đỏ lè phong cách gì ông? Bởi vì tao nói mày nghe, mày không có theo cái phong cách nè. Nếu theo phong cách là đúng luôn nè em nghe. Dạ, yeah, dạ yeah. Đây, đây cũng có màu xanh, xanh lá cây. Đây là mùa tượng trưng cho đọt non vừa mới nhú trong mùa xuân. Đây là Tết hoa, mai bao lì xì. À, hay quá. Nó phải như vậy. Ủa, Túc về chưa? Chưa, nó điện tao rồi, tao mới điện nó rồi, chưa trời về. Trời sao giờ chiều đi tắt liên mà giờ này chưa về? Máy bay bị delay. Hả? Máy bay bị delay á. Về, về thì phần anh ấy về chứ lay gì? Không biết. Biết, biết, biết sao không? Tức là trong sân bay là 1, 2, 3, 4, 5, 10 chiếc đúng không? Chiếc này về là nó bị lay qua chiếc này. Trong chiếc này về, nó về hoài thì nó không có đi được. À vậy chắc vậy. Sao tới về tới nhà được không? Ừ, nghĩ sao tới nhà thôi chứ. À giờ mày ở nhà. Rồi. Anh Tư đi có chút chuyện. Đi đâu hả? Đi, đi đâu mà chạy chạy tóc ngược vậy? Cắt tóc. Ờ đúng rồi, Tết nhất phải cắt tóc đi chứ. Mình ăn mặc sang trọng vậy nè. Phải đi cắt tóc. Mấy chỗ sang trọng. Đúng rồi. Mày biết ngay chỗ cái tòa nhà bự thiệt bự không? Là ở đâu? Địa chỉ số mấy? Đó, ngay chỗ trên cái đường gì to đùng đó. Nó có cái tòa nhà bự thiệt bự mà có cái bức tường dài đó. Đó, tao cắt ngày đó luôn á, mày thấy ghê không? Không biết. Ở chỗ đó có mấy gốc mè, mấy ông đó, ông để cái kiếm xong ông cắt ở chỗ đó đó. Trời đất ơi, hớt tóc lè đường, vẫn nói tòa nhà dài thiệt dài, cái đó hớt tóc lè đường. Nhưng mà gần tòa nhà. Nhưng mà cẩn thận nha, nhiều khi đang quấy tay công an tới chạy. Mày cứ nói xui không. Chỗ đó là xâm chiếm lòng lề đường. Không, nhưng mà có chỗ họ cho cắt, mà ta cắt mấy lần rồi, mày có mày không, mày lên cái mày nói xui à. Bữa tôi bị rồi. Đang chạy công an, về nhà còn nguyên cái cây bông trong đây. Được chạy đâu có dám dừng lại. Lời cái bông. Lời cái bông. Ờ, đi nhà. Đi. Ờ, ta đi. Ba, nhà. Ba, con về rồi nè ba. Trời ơi. Con chào ba. Trời ơi. Chào chú. Chiều Tất Niên sao giờ mới về? Dạ, con bị dê lây đó. Con nhắn cho ba rồi. Dê lây thì ra đốt xe đồ để chứ đợi máy bay chi nào nó dê tới dê lùi lấy. Không có, dê lây là máy bay nó bị trễ. À, biết rồi. Dạ. Ủa, chú với ba ở đâu ra hai bộ đồ gì vậy? Ba thì mướn á. Bậy nha. Cái mắt thẩm mỹ của ba mày vẫn còn nha con. À, ba đi mướn hả? Mướn. Ủa, bộ cái chỗ cho mướn đồ nó không có cái kiến hả ba? Ba, coi nó mất hậm không? Nè, tao nói cho mày biết. Ở trong đó 10 cái kiến. Tao soi hết rồi. Dạ. Tao soi hết kiến này. Tao thấy, ồ, không được. Tao qua tao soi cái kiến khác. Đó, tao nhìn lại. Ồ, cũng không được. Ba soi 10 cái kiến, ba mới chọn được đúng cái áo này là nó luôn đó. Không, cũng chào la quá anh Tư. Hả? Người ta thay 10 bộ, ta chọn cái áo cũng thay 10 cái kiến.
Ủa vậy hát cái gì đâu? Vậy thôi kệ nó, miễn sao đẹp thôi. Rồi ba mướn vậy rồi nhân viên trong đó nó không ai cản ba hết hả ba? Trời trời, biết tính ổng. Đâu có ai cản được ta. Trong gia đình này ai cản được ba mày? Dạ rồi mà thôi ba đi mướn chi, con nói là để mua cho. Thôi mày mua không có hợp, mỗi người mỗi gặp mắt thẩm mỹ khác nhau. Con mua ba không hợp nhưng mà bạn trai con mua chắc chắn sẽ hợp. Ủa? Có bạn trai rồi hả? Mày có bạn trai hả? Dạ. Thì đợt này con định dắt bạn trai con về đi ăn Tết với gia đình mình nè, ba với chú. Với lại anh có mua đồ vest cho ba với chú rồi. Dạ. Thôi, cứ tạm thời tao mặc cái này đi. Tại vì tao với ba mày á, tao ba mày mặc đồ theo chủ đề. Chủ đề gì chú? Ẩm thực. Còn bên này? Mùa xuân. À, ẩm thực mùa xuân. Ẩm thực mùa xuân. Đó. Ẩm thực mùa xuân. Mùa xuân ăn bánh lọt. Đó. Mày hiểu đâu, mày hiểu đâu. Trời sao mày hiểu được. Thôi giờ hai chú cháu ở nhà. Đi ba đâu đi. Cắt tóc. Em đi ra salon nổi tiếng nhất ở đây đó. Ủa gì hả ba? Cái chỗ tòa nhà gì bự bự đó. Trời đất ơi, mắc tiền lắm đó ba. 30 ngàn. Ủa rẻ vậy? Đi 7 cây số. Vỉa hè. Salon vỉa hè. Vỉa hè ở nước ngoài hả ba? Nước không ngoài. Không có, vỉa hè. Miễn sao khác đẹp thôi. Dạ. Thôi ở nhà ngang. Dạ. Okay. Chú cháu về ở nhà ta đi. Ok là. Dạ. Cảm thấy rất là hợp và rất là đẹp. Trời ơi, trời nắng mà con nhìn ba con mặc bộ đồ con muốn nổi sải luôn á chú. Mày ba mày nổi sải ta chứ mày nổi mày đai luôn á. Ủa Tết nhất chú không đi đâu chơi hả chú? Ông ba mày ông nói chiều nay là tất niên. Ông nội tôi cũng không dám đi, ông chửi dữ lắm. Trời ơi, giỏi dữ ha. Bình thường là những ngày gần Tết là con thấy chú đâu mất tiêu luôn á. Trời, cái nghề của tao mà rầy đây mấy đó. Ở thôi mày đừng hỏi. Ủa cái gì, nghề gì rầy đây mấy đó chú? Hỏi chị. Ca sĩ chạy số không bằng tao. Trời đất ơi. Trời, cỡ Đàm Vĩnh Hưng sao bằng tao được. Phải không? Trời, tao chạy số này qua số kia trong vòng 3 phút. Ủa mà làm gì mà phải chạy cực dữ vậy chú? Sắp ơi, sao mày hỏi chi vậy? Thôi đừng hỏi. Thôi đi chợ mua đồ đi, chiều làm tất niên. À dạ, vậy thôi chú ở nhà coi nhà giùm con nha. Con chạy ra chợ con mua miếng thịt thịt với trứng về kho thịt kho hộp vịt. Mày mua trứng đâu, mày mua thịt chi? Không, mày phải có thịt chứ. Tết là phải có thịt kho hộp vịt. Mặc mày thịt không mua chi nữa. Thôi chú kỳ ơi, chú hẹo hoài à. Coi nhà giùm con nha chú. Tết nhất người ta có con cái, gia đình mình, có thân mình. Hên ở dưới quê buồn. Ông anh Tư cũng cho lên đây ở chung giỏng. Chứ ở dưới quê cũng biết lấy gì ăn. Ai lắp ló vậy? Dạ con chú. Con trắng đây. Mướn chung chỗ hả? Đâu con mướn kế bên. Trời đất ơi, bình thường nó bán cá khô mà mặc đồ vest thì ghê không? Không, gần Tết rồi chú, mình phải tự tạo phong cách cho mình chứ. Thế hả? Đó chú thấy không, con mặc cái gì nó cũng bị sang chú ạ. Cái gì? Con mặc cái đồ gì trên người nó cũng bị sang chú ạ. Bớt hoang tưởng lại. Mày sao mặc cỡ nào cái mặt mình cũng phèn không à? Không chú, tự nhiên hay hạ thấp hai chú cháu mình. Mà sao mày qua mày không vô mày mình lắp ló vậy? Dạ thì con ngại. Ngại gì? Tại bình thường có chú thì không sao chứ bữa nay con biết là Túc về. Con qua thăm Túc ạ. Túc hả? Dạ. Sao mày cứ đu nó hoài à? Đu gì? Tình yêu mà chú. Khi mình đã yêu ai là mình phải theo đuổi tới cùng chứ. Với lại con tính hết rồi. Túc mà không yêu đó thì con sẽ làm ba Túc yêu con để mình tán người con. Ba đi rồi không có nhà đi. Vậy tốt quá chú ạ. Có một mình chú là đủ rồi chú ạ. Con không cần gì hơn nữa đâu, chỉ một mình chú là đủ. Tao già rồi, không hợp khẩu vị đâu. Không, chuyện này tuổi tác không quan trọng gì hết mà. Trời ơi, tao không phải là quà Tết để mày gặm nhắm đâu nghe. Trời, chú đang nghĩ cái gì, con làm sao mà gặm chú được. Chứ mày nghĩ cái gì mà quay mày có nói mình một mình chú là đủ rồi. Không, ý con nói là thì tại con tính sắp Tết rồi mua cái gì tặng bác Tư chú ạ. À dạ đúng rồi, chú tư vấn cho con. Sao nãy giờ mày em nói làm hết rồi mày? Mày tặng cái gì cũng được, mày đừng tặng cá khô một nắng của mày nữa. Kỳ trước mày tặng ổng mấy ký đó, đưa mang tà tháo dí nguyên một tuần. Tại chú thông cảm, nó là khô một nắng nhưng mà phơi có một tí nắng là trời nó mưa rồi. Ổng ăn ổng chạy nguyên một tuần, tao đâu dám nói mày tặng đâu. Thì đó tại trời mưa cho nên ruồi nó bu quá, con không để ý nữa. Ruồi bu thì mày bán cho khách đi mất mới mày cho ổng ăn. Không được chú, ruồi bu mình bán như vậy là làm ăn thất đức. Tặng thì được. Trời ơi trời. Chứ sao nữa chú, bây giờ đồ tặng nó tặng cho người quen ấy thì dù gì mình bị la bị mắng thôi. Chứ mình bán cho người lạ là bị người ta tẩy chay hết. Phải có chiến lược kinh doanh chú ạ. Trời ơi, chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh là mà cho ông già vợ chạy xúc quần á hả? Nhưng mà dù gì cũng là khô nhà làm mà chú. Chú giúp con nha, đây.
Trong này là 7 triệu ạ. Thì chú lấy 2 triệu coi như là tiền tư vấn, còn lại 5 triệu là chú thấy bác Tư thích cái gì thì chú mua dùm con nhá. Đi về đi. Sao lại... Đừng bao giờ mà đem tao bán rẻ lương tâm tao bằng 2 triệu. Tao không bán gia đình anh Tư đâu. Mày nghĩ sao anh Tư tao, cháu tao mà mày đưa 2 triệu. Coi như chú giúp con đi nhá. Thấy mày cũng tội nên tao thương. Dạ. Chứ tao đâu mê tiền. Mày thả mày, mày giục cái đồng tiền đi mày, tao cũng không thèm đâu. Mày giục đi. Xin lỗi mày, tao không thèm đó. Tiền là cái gì? Đúng không? Chả là gì hết. Cái hành động của chú nó phản lại lời nói luôn đó. Tao thấy mày tội thương, để dạ, tao giúp. Tao mua cho một cặp rượu Tây, xong tao đưa cho anh Tư cúng bàn thờ. Nói ai vô mà hỏi rượu của ai tặng, thằng Trắng nó tặng, tự hào. Trời ơi. Rồi bà con ở trên bàn thờ nhìn xuống biết mày nữa. Ôi, nếu vậy là mình tương tác cả âm lẫn dương đấy. Nhưng mà chú, có rượu rồi thì phải có mồi nữa, để con về lấy bịt khô. Mày tính cho tao tháo với ông bà luôn hả? Mày bán cho người ta đi nha, mày khỏi gửi biếu gì cho tao hết nha. Con chọc chú thôi. Chú cầm tiền chú cẩn thận đó. Dạo này lừa đảo kinh lắm. Ủa bị gì? Hôm bữa đó có ông vào tới nói là bạn của ba con mua thiếu 5kg khô, con bán. Cuối cùng con bán thì ông ấy đi, con mới biết. Trời ơi trời. Chú cẩn thận nha. Thế con về đi chú. Ừ thôi mày về. Chú nhớ giúp con nha. Đấy. Alo. Biết rồi. Thiếu con mốt mấy triệu đòi hoài. Lát đưa cho 7 triệu. Ừ. Rồi, đừng có đòi nữa. Dạ. Con xin nghiêng mình kính chào bác. Dạ. Kiếm ai hả? Lộn dạ. Nhà hay cậu? Dạ con đi đúng nhà mà, đúng địa chỉ ở đây mà. Cậu là ai? Dạ, con xin tự giới thiệu với bác. Con là Sung, giám đốc của công ty bất động sản Đóng Băng. Cái gì? Dạ. Giám đốc công ty bất động sản gì? Dạ, Đóng Băng. Công ty bất động sản mà Đóng Băng là thấy ngon rồi đó. Cái tên nó vậy thôi bác. Có nghĩa là cái công ty này là lúc nào cũng đóng tiền vô nhà băng. Vậy. Đây không bán nhà, đi lộn nhà rồi. Ở đây không bán nhà. Dạ không. Con xin tự giới thiệu với bác. Con là Sung, bạn trai của em Túc. Bữa nay con có hẹn để xuống thăm gia đình bác chúc Tết. Mà tại vì con bận công chuyện quá, không có thu xếp được. Với lại cuối năm đó bác, con phải chạy hết đầu này hết đầu kia, chung ký biết bao nhiêu cái giấy tờ nè bác. Cuối năm mà dạ, ký giấy mới có tiền đem về chứ. Dạ đâu có bác, con ký giấy nợ á. Ngon hả? Đúng. Đáo hạn ngân hàng vì cái ngành của con là vậy, mình phải linh động vốn. Bác hiểu không? Thôi được rồi, bác hiểu rồi, để bác kêu gia đình về. Dạ không, đâu cần bác. Con nói thiệt với bác á, là bữa nay á, là gặp bác thôi là con cũng đủ vui rồi. Dạ kính thưa bác, là tại vì con... Không phải, để lát em về rồi trình bày chứ. Dạ sao không, không cần gì đâu bác. Bác à, con muốn nói với bác là con là một đứa con sinh ra trong một gia đình có cái truyền thống giáo dục rất là tốt. Ngày hôm nay con đến đây đứng trước mặt bác. Con muốn dành cho bác một sự trân trọng tối cao, vì đã có công ơn sinh thành dưỡng dục ra em Túc và nuôi nấng em Túc khôn lớn nên người. Ừ thì hồi nhỏ tôi cũng bầm nó, tôi nuôi nó, tôi cho nó ăn rồi. Cho nên ngày hôm nay đến đây với tất cả sự chân thành, con xin gửi đến bác một bài hát để tỏ lòng biết ơn chân thành. Công đức sinh thành làm con phải hiểu. Dạ con chưa hát. Trời ơi. Dạ. Sao tao ớn lạnh cái mình, tao nổi da gà mày ơi, tao nổi da gà thiệt mày ơi. Chứ sao đâu bác, con là con nói thiệt, con là một con, một đứa con sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục rất là tốt. Không, tao thấy mày sinh ra trong gia đình nhạc lễ đó. Bây giờ hết phần lễ rồi, tới phần hội nha bác. Không cần kêu đâu bác, con chỉ cần gặp một mình bác là đủ rồi bác. Bác cứ để cho con. Thôi gặp tao chi mày chăm. Dạ, thưa bác, đây. Kêu mọi người. Dạ không cần kêu đâu bác, cái chuyện này con không muốn ai biết ngoài một mình bác hết á. Con không có gì hơn ngoài một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi đến bác. Dạ, một số tiền 50 triệu. Ừ. Mong bác nhận cho con vui. Ừ. 50 triệu. Dạ. Ừ. Sao vậy bác? Không có gì. Trùng khớp. Ô vậy hả bác? Đang vậy cần, là... đang cần. À không. Bác nói gì? Không. Đồ ngồi xuống. Dạ. Cậu làm gì vậy?
Dạ. Tôi không vì 50 triệu mà tôi bán con Túc đâu. Bác ơi, bác đừng có nghĩ như vậy. Em Túc làm gì có giá đó. Tào lao. Dạ không, ý của con nói là em Túc là vô giá. Tại vì bác đã sinh ra được một người con gái hoàn toàn tuyệt vời, hoàn hảo, dành cho cuộc đời con về sau. Đúng vậy, con gái tôi em Túc tốt dạ. lắm. Dạ. Thương lắm. Ai lấy nó là phước phần. Vậy hả bác? Thấy cậu cũng tội. Dạ. Nên tôi thương. Dạ con cảm ơn bác. Lỡ lần này thôi. Dạ. Đừng làm lần nữa. Dạ con biết chứ. Kì. Có lần nữa con cũng đâu còn đủ đâu bác. Cái gì? À, dạ dạ. Con ơi, nữa ơi. Dạ. Nữa ơi. Con gửi bác. Nhiều quá nghe. Bác nhiều. Ơi. 50 triệu nhiều. Bác đừng có nghĩ là nhiều. Đối với bác nó là nhiều. Nhưng mà đối với cái ngành bất động sản của con á, nhiêu đó không có nhiêu hết á. Tại vì 50 triệu mà tính ra 25 năm mà bác nuôi em Túc thì là tính ra 5, 2 triệu. Vậy là tháng bác ăn được của con có 100 mấy à. Tao ăn hồi nào mày? Tao ăn đồng nào đâu mày? Cái này mày tặng tao ba. Dạ thì ý con nói là cái công ơn dưỡng dục của bác đối với bao nhiêu đây nó không có thấm thía gì đâu bác. Ừ. Dạ. Ê. Dạ. Nhưng mà tao nghi lắm nghe. Dạo này ở cái xóm này lừa đảo nhiều. Bác nghĩ con lừa đảo bác hả? Đúng vậy. Bác ơi, thí dụ mà con lừa đảo bác thì bác phải đưa tiền cho con. Còn cái này con đưa tiền cho bác. Vậy là ai lừa ai vậy bác? Tao biết đâu được mày. Thả con tép, bắt con tôm. Con mới thả ra không mà con chưa có bác. Ừ. Bác đừng có nghĩ về tội nghiệp con. Tại vì con là một đứa con sinh ra cho một gia đình có truyền thống giáo dục tốt. Tao biết rồi. Dạ. Gia đình mình giáo dục tốt lắm. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Cảm ơn con đã đến với gia đình. Dạ. Con về đi. Dạ. Về. Về sớm đi, đừng để gặp ai cách đi về. Ủa bác, bữa nay con xuống đây con chúc Tết gia đình mình. Thôi chúc định... vậy được rồi, chúc vậy được rồi. Dạ em Túc nói là con xuống đây là con ở. Thôi. Chơi với gia đình mình qua Tết mà bác. Trong hai chúng ta phải có một người đi khỏi đây đây. Ủa sao vậy bác đi đâu? Bác đi làm. Bác cũng làm bên bất động sản. Ủa bác cũng làm bên bất động sản hả? Ừ. Giờ bác phải di chuyển mấy con hẻm đó. Dạ bác. Ừ, con hiểu đâu. Hèn chi con thấy con với bác là có nét tương đồng á. Em Túc kể về bác suốt luôn á. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ. Thôi ở đây nha. Dạ. Bác đi. Tết này có thể bác sẽ không về với gia đình. Ủa bác đi đâu lâu dữ vậy bác? Bác đi kinh doanh mà. Dạ. Ừ. Vậy bác ơi, bác cho con xin phép nói bác này. Con đã tới với gia đình mình rồi. Bây giờ bác coi con như người nhà nha. Như bác. Người nhà. Ở đây thoải mái. Ừ, cũng làm gì làm. Giờ bác đi mà. Dạ. Bắt đầu dính dáng gì nữa. Ở đây nha. Dạ. Con đi đường xá xa xôi quá. Bác cho con vô tắm cái đường bác. Bên trái, phòng bên trái là phòng dạ, của bác. Dạ, con cảm ơn bác nha. Ừ. Dạ. Con đi à, cái này của em Túc con cất giùm luôn á bác. Ừ, đi, đi, đi. Dạ, dạ. Vô mắt. Nam. Nam ơi. Quỷ kêu coi nhà là hai chú cháu đi đâu hết trơn. Công nhận ở Sài Gòn này có cái gì là người ta bu vô. Đi bộ 7 cây số, biết bao nhiêu người đu theo. Coi cái áo không, rồi tới xếp hàng một ê lần trước chỗ tiệm hớt tóc. Cuối cùng không hớt được phải đi về. Công nhận cái áo mình ghê thiệt. Biết Tết nhất là mấy đứa nhỏ dưới quê là nó sao rồi không biết nữa. Alo. Bây nhà lo hương khói đồ đàng hoàng cho ông bà nghe không? Chắc là ra khỏi mùng 3 là tao gì à? Ừ. Bây á, ăn Tết lành mạnh nghe không? Lên trên này con Túc nó mua cho tao cái sà mặt pho nè. Coi trên mạng đó. Nó nghe nó đập đá gì ở trên núi. Đập đá rồi xong nó ngáo gì đó rồi nó... không mặc đồ gì nó đi trên nóc nhà rồi này nọ nhiều. Bây đừng chớ dại, bây dướng vô cái đó nha. Điếm hay lắm. Ờ, về nhớ vậy nghe không con. Ừ. Vậy đi. Ba. Ba của em Túc mới dặn giờ này lừa đảo ghê lắm. Bữa nay đi dám xông thẳng vô tới nhà. Cơm ai, cơm ai, cơm ai. À, ai đây? Nhìn cái mặt gian lắm,
chắc chắn là Quân lừa đảo. Kệ, chơi mày luôn. Ông muốn gì? Mày muốn gì? Mấy cái dòng này mình quần một hồi rồi mình dạch mặt mới đã. À, xin giới thiệu với ông, tôi là chủ nhà này. Ông vô đây kiếm ai? Cái ngữ này là phải đu theo nó. Tôi... tôi vô đây nhà mình mà ta. Cường, Cường, phải Cường. Lúc nhu lúc Cường. Tìm gì? À, đâu có gì. Tao hỏi mày kiếm ai? Tôi là chồng của em Túc. Người quen của Túc đúng không? Đúng. Ta là người quen của Túc. Thấy chưa, ra đúng đài rồi. Túc là làm công ty bất động sản. Năm nay 25 tuổi. Rồi định nói là người quen của ba em Túc vô đây đúng không? Ờ, giờ tao quen đó, giờ sao? Ủa, quen với ba em Túc vậy là sao với lại ba em Túc vậy ha? Là ta... thằng cha của con Túc được không? Bây giờ mày muốn không gì? Không chơi nổi. Tao hết chịu nổi với mày rồi. Mày vô mày ăn mặt. Ông la đi, ông la đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Tu làm dân là bảo ông. Ông ngon la nữa đi. Trời ơi. Túc ơi, cho anh một cơ hội đi mà Túc. Anh ơi, anh làm ơn anh đừng có đi theo tôi nữa, có được không? Anh yêu em, anh phải đi theo em chứ. Nhưng mà tôi nói tôi không có yêu anh mà sao anh đeo tôi như đĩa vậy? Em chưa yêu anh nhưng mà ba em thích anh. Tại... đeo mà đeo từ ngoài chợ, đeo về tới nhà mua có mấy miếng thịt cũng không yên với anh nữa. Ủa? Sao tự nhiên bữa nay em mua nhiều thịt thế? Thì mua thịt để về kho nè, thịt có hộp vịt. Mà cái này không phải thịt thường đâu nha, đây là thịt mát, thịt của thời đại mới. Ngon lắm. Thịt mát hả? Ừ. Ba em thích ăn khô lắm, cho nên anh qua đây anh tặng ba em nè. Anh nhìn ba tôi đi, ba tôi chưa giống con khô hả? Em đừng nói nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, anh đứng lên đi, anh làm cái gì vậy? Túc à. Cái gì? Anh yêu em như bịch khô bán rẻ, lấy em về chỉ để đẻ. Anh yêu em như bịch khô bán ế, lấy em về chỉ để bế. Trời ơi, anh làm ơn anh đem đi giùm đi. Tôi nói với anh là tôi có bạn trai rồi, anh đừng có theo đuổi tôi nữa. Anh đi về đi. Thôi anh hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta anh hãy xem là kỷ niệm. Mùi mắm, mùi khô và thứ tình. Em xin trả cho anh với cái bịch ni lông, em cũng xin trả lại anh. Rồi mai em theo chồng, đời đời không dám nhớ đến cái mùi khô chiên. Em ơi, mùi mắm mùi khô là mùi dân gian truyền thống. Anh vắt công vắt sức vắt cả con tim để làm ra khô mắm như vậy. Anh cũng không quên công sức của con ruồi. Trời ơi, ghê quá đi. Thấy chưa, anh bán ba cái đồ ăn mà không có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn vô người ta bệnh đó. Thôi anh đem về giùm đi. Anh nói không về mà bữa nay anh qua đây là để gặp em, mà lâu lắm em mới về mà. À
anh mà không về ha, lát hồi bạn trai tôi tới, bạn trai tôi đuổi anh về rồi nhục mặt nha. Bạn trai nào? Tôi có bạn trai rồi. Bạn trai tôi đẹp trai lắm, mặt hoa da phấn. Anh không có cửa với bạn trai tôi đâu. Ủa Túc, em về rồi hả? Mặt hoa da phấn đấy hả? Đúng rồi. Ừ, anh ở đâu ra mà tôi đi theo bạn gái tôi vậy? Tôi là bạn trai tương lai của Túc. Nó nói gì với em? Anh đừng có nghe lời ảnh. Bạn trai tương lai của Túc mày. Đúng. Đừng mà. Sao lại anh ơi, nói. Đừng mà. Anh nói đi, anh là ai? Tôi là chồng sắp cưới của em Túc. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Tôi xin tự giới thiệu với anh, tôi là Sung, giám đốc công ty bất động sản. Nếu vậy là chúng ta cùng ngành rồi. Hả? Anh làm bất động sản, còn tôi làm bên hải sản. Gì vậy? Anh có thua gì đâu. Ủa là cùng ngành là hai đứa cùng sản vậy đó hả? Đúng. Đúng rồi em ơi, em mời ảnh về giùm đi. Cái nhà mình đang phức tạp lắm rồi, đừng có tin ai hết. Anh mới bắt được một cha lừa đảo, anh trói anh quýnh trong kia kìa. Trời ơi, cái gì? Già già đúng không? Đúng rồi. Mới tuần trước anh bị này, vào lừa của anh 5kg cá khô. Trời ơi. Đúng là ngựa quen đường cũ mà. Đâu? Khoan, nhưng mà nó vô đây nó nói cái gì? Trời ơi, nói thiệt, vô đây à, tự xưng ba em luôn mới ghê. Trời đất ơi. Đem người này, đem ra cho em xử lý. Mang ra đi. Ra đây. Quýnh lừa đảo. Quýnh được mặt giặt, quýnh được quýnh hoài. Có gì lừa đảo để chính quyền người ta giải quyết. Ủa mà nói nghe nè, sao mà anh mới tới nhà em lần đầu mà người ta giả là ba em mà anh biết là sao vậy? Nghĩ sao vậy, anh vừa mới vô cái anh gặp ba em liền. Ba em lùng, dễ thương lắm, đội cái nón cao bồi nữa đúng không? Sao vậy? Gì vậy em? Nãy giờ quýnh nhiều không vợ? Anh quýnh mà nói không được thôi à. Đi xa rồi. Là sao? Trời ơi. Ba em đó. Ba ơi, ba đứng lên đi ba. Dạ thưa bác, con xin giới thiệu với bác, con là Sung, con là một người con sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Con xin gửi đến bác một mày lại. Mày im đi. Tục, con phải làm điều này cho ba trước tiên. Coi có rớt cái bông mai nào không. Trời ơi ba ơi, sao ba thân thể mà ba không lo, ba lo mai vậy ba? Ê. Dạ. Sao mày vô mày không biết ớt giáp gì, mày quánh tao như con mày đẻ ra vậy? Đúng. Bác, có một sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây thôi. Hiểu lầm cái gì? Chứ con nào dám đánh người lớn, bởi vì con là một người con sinh ra trong một gia đình có truyền thống. Mày đánh đi! Hồi nãy mày chưa về đó, mày nhìn thấy cái cảnh đó mày mới gớm nha con. Gì vậy ba? Nó quấn ở trên này cái khăn nè, ở dưới này cái đầm nè. Trời ơi. Nó như cái vái vậy, nó như cái vái bằng khăn lông. Ở trên này nó quấn ở trên này. Tao vô tao thấy gớm quá, tao đâu biết ai. Xong nó nói là chủ nhà này, chồng của mày, tao đè tao quánh nó được không? Cuối cùng nó quánh tao. Ra đây có con tao mà mày còn dám đánh tao một lần nữa. Đây nè, cái đầu tao bây giờ y như là gai mà gai bông giấy á, nó cắm ở trên này. Ủa cái bịch khô này của ai đây? Bịch khô ai để đây đấy? Có thể là xương cá và sống lưng cá nó ghim vô đầu bác đó à? Dạ. Mày tính quăng mày phi tang hả? Dạ thật sự, cái đấy là con chỉ đánh trong vô thức thôi ạ. À, con không nhìn thấy mặt bác. Không nhìn thấy mặt rồi mày quánh đại. Trời ơi, vậy rồi có sao không? Trời không. Ơi có đau chỗ nào không? Không, anh không sao đâu. Bà nội tao phang cái này hai đứa bây giờ. Dạ thưa tao bác, tao nói cho mày nghe, tao không bao giờ gả con tao cho mày. Ba. Dạ thưa bác, tại vì có một sự hiểu lầm bác à. Hiểu lầm chuyện gì? Rõ ràng hồi nãy con vô đây con có gặp một người á, nói là hả, là cha của em Túc, giống y chang như bác vậy đó, cũng bận cái bộ đồ vest kiểu vậy nè. Ê, bận đồ vest nón. Bận đồ vest màu bánh lọt hả? Đúng rồi mà bánh lọt á bác. Đó
là chú Năm của em. Cái nói là ba của em Túc. Cái chú đó đó nói là con ở nhà chơi đi, rồi chú đi công chuyện, có khi qua Tết mới về. Nó đi đâu mà qua Tết nó mới về? Con đâu có biết đâu. Nó lên đây để nó ăn Tết với tao mà. Thôi ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Chú đó hả, đàng hoàng lắm nha. Vô đây dặn con nói là vô nhà cứ thoải mái tự nhiên, cho nên hồi nãy con mới tự tin là chính mình vậy đó. Rồi chú còn nói con á là cẩn thận, coi nhà, coi chừng có tụi lừa đảo nó vô đây. Giờ mày gặp tao mày mới tưởng tụi lừa đảo hả? Dạ đúng rồi. Dạ, hồi nãy chú, con hứa với chú là không bao giờ nói chú đi đâu. Nhưng mà có một chuyện là chú cầm của con 50 triệu đi rồi. Hả? Bể mẹ nó 20 nữa giờ. Dạ. Mày nói chi vậy? Tại vì con có, đó là cái chút vốn con gom góp cuối năm nay để con làm sính lễ xuống đây. Con làm quà và con mày đưa 50 triệu cho nó hả? Dạ. 57 triệu. Mày 57 triệu. Đâu, con đưa thêm 7 triệu nữa à? Gặp hay là đưa tiền thôi. Ủa cái gì vậy chú? Đây nè chú về rồi vậy? Mày bị cái gì vậy? Trúng quánh. Mày làm gì mà trúng quánh mày? Vô đây. Ngồi xuống, ngồi xuống. Làm gì mà trúng quánh? Quánh bài. Thua tiền không có chung, trúng quánh. Vậy là chú lấy tiền của con đi quánh bài á hả? Đi trả nợ, còn dư chút định quánh bài. Anh Trung ơi. Em Túc. Gì vậy? Bây giờ chú em lỡ lấy tiền anh làm vậy rồi, thiệt em không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Không mấy hai đứa mình chia tay đi anh. Chia tay đi. Em đừng nói như vậy. Chú giờ nói sao? Em nói như vậy đau lòng lắm. Chú giờ mặt mũi lắm. Gia đình không có tiền. Gia đình đang đóng kịch Tết hả? Cái con mai vàng này ngồi xuống. Mày làm cái gì vậy? Rỉnh 50 triệu giờ con nào đâu cơ. 7 triệu là con nhìn được đúng không? Dạ thưa bác. Bác cho con xin thưa, là bởi vì con là một đứa con trong gia đình có truyền thống giáo dục rất là tốt. Hoài luôn á. Nãy giờ tao nghe 4 lần. Bây giờ tôi nói với cậu nghe. Dạ. Tiền không phải tôi không có để đi nhận cái quà như vậy. Có chút đỉnh là ví dụ mua hộp mứt, hộp kẹo gì này nọ tới là được rồi. Tiền đó tôi sẽ trả lại cho mấy dấu. Ủa ghê. Dạ thưa bác. Bác hãy nghe con nói. Xin công ty của con á, dù gì cũng đang thiếu người. Không ấy cho chú Năm lên làm. Vô làm công... giám đốc đi. Vô làm giám đốc. Dạ công ty của con trách nhiệm hữu hạn một thành viên, con giám đốc luôn rồi. Dạ. Còn thiếu chỗ nào? Dạ thiếu chỗ bảo vệ. Chú lên làm với con cho vui. Được không anh? Không được đâu chú. Con người chú không hợp với môi trường đó. Nó xa hoa và nhiều cạm bẫy lắm. Đúng. Trời rồi anh. Chú phải đi bán khô với con. Thôi mẹ ơi, bị bán khô rồi, rùi bu người ta ăn, người ta tào tháo dí, người ta quánh tao chết. Đó, tôi đưa khô cho anh ăn, nó bị tào tháo dí đó. Là của nó đó. Chết mệt rồi, chết. Thì mày ra rồi. Là hại tao mặt xanh anh vàng, mập lên không nổi cũng là mày đó hả? Sao mày làm gì ăn gì mà thất đức vậy con hả? Đừng vì cái lợi nhuận riêng trước mắt của mình lợi dụng ba cái ngày lễ Tết này, ba cái đồ tắm thực phẩm đồ này nọ, mình làm tùm bay tùm bạ. Tao thấy mày làm bảo vệ là hay nhất. Gia đình có hai anh em mình, anh mua công ty đó luôn, em làm giám đốc cho. Mày nhiều chuyện quá. Thôi bây giờ cảm ơn con, cảm ơn hai dạ, đứa dạ. Đã muốn tạo điều kiện cho chú Năm bày mần ăn. Còn về phần của con Túc này, mà trong một trong hai đứa này thì cứ tìm hiểu đi. Dạ. Chứ còn bây giờ biểu ba gả liền, ba cũng không gả đâu. Còn dạ, mày lỡ xuống đây rồi á, lỡ về đây rồi thì ở đây ăn Tết. Dạ. Thằng này rảnh rỗi rồi chạy qua chạy lại đây ăn Tết cho vui. Rồi, dạ, ăn Tết đi. Cái đầu mày hết rồi hả? Mày xạo rồi, mày xạo rồi. Tập hợp nào, chúng ta lên lớp nha. Lớp chúng ta đến đủ hết chưa nè? Một bạn, hai bạn, ba bạn, đầy đủ rồi. Các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới nha. Nào còn chần chừ nữa, chúng ta cùng đọc thơ để kêu gọi bạn mới nha. Bạn mới đến trường hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi. Cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Trời, lớp ta đoàn kết quá. Nào còn chần chừ nữa, chúng ta sẽ học bài học ngày hôm nay. 3,
2, 1, vô. Vô. Lên. Lên. Bụng tay. Lên nào. Bụng. Bụng. Ê. Bụng. Ê. À, các em ơi, bây giờ con sẽ out lớp nha, để thầy chở ba của thầy đi cấp cứu một cái nha. Trời ơi, ông ơi, có sao không vậy? Trời ơi, nó giọng một cái muốn lên xuyển. Thiệt luôn á, con đang dạy mà ba cứ vô ba chen mấy lần. Bữa ba hù là con đã bị hết hồn rồi. Hôm nay là ba vô rồi con lỡ tay. Trời đất ơi, tao chưa bao giờ tao thấy một cái thằng nào mà như mày. Công ăn chuyện làm thì không, nghề ngỗng cũng không. Lớn già đầu bận nguyên bộ đồ xanh đọt chuối, đứng trước cái điện thoại nhảy như con lân. Ê ê ê, màu này màu gì? Ba dòm giùm con lại, màu này là màu gì ba? Tao thấy xanh đọt chuối. Trời ơi, không bị mù màu. Thiệt á, ba nhìn cái áo mà ba còn nói sai thấy không? Mà mỗi lần con làm gì ba cũng la là đúng rồi đó. Tao nói thiệt á, con cái người ta nhìn phát ham, con tao nhìn thiệt muốn ấn vô bụng đẻ lợi đó chứ. Con cái người ta là bây giờ là phải báo hiếu, mang tiền về cho cha mẹ, còn con tao nuôi cho thân dài vai rộng, đứng trước cái điện thoại nhảy như con dòi, mà dòm vô cái live stream tưởng nhiều người 6 đứa coi. Mệt ba ghê, thì bây giờ dịch giả mà bây giờ con đâu có đến lớp con dạy được, thì con phải dạy online thôi. Sau này mà hết dịch cái là con phóng ra ngoài con dạy, rồi con đem tiền cho ba. Sao hết dịch được? Mày mắc dịch mà. Đang dịch chứ không phải mắc dịch. Nhưng mà nó mắc đúng cái dịch này. Bây giờ tao hỏi mày, năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? Gần 30 tuổi đầu rồi, không một cái nghề ngỗng gì hết. Con nhà người ta là làm bác sĩ, là kỹ sư rồi. Thì nói ra ra đường mắc cỡ, hỏi con ông làm nghề gì không có câu trả lời. Thiệt luôn á, ba mở miệng cái ba nói con nhà người ta, lúc nào ba cũng so sánh hết trơn trời á. Con nhà người ta làm kỹ sư, làm bác sĩ, thì ít ra ba người ta cũng là giám đốc. Còn bây giờ ba ở nhà ba giá xe không à, ba đòi hỏi con. Ê! Tao nhảy xuống sông tao chết. Ê ê ê! Ba ơi! Trời ơi! Hỏi tao ra nè. Thiệt hả? Hỏi tao ra tao nhảy xong. Tao ý mà. Tụi mà ba. Thiệt tình. Chóng mặt chưa? Mỗi lần là đòi nhảy xuống sông. Trời ơi! Tôi chết cho cái nhà này vừa lòng. Bây giờ nó chửi tôi nè bà con ơi. Nó nói tôi sửa xe, nó nói tôi giá xe nè. Ừ! Thôi đừng có hỗn láo với tao ba. Sửa xe đó! Trời ơi! Tao sửa xe tao đẻ ra mày đó! Mẹ tao giá từng cái lỗ đó! Tao cho mày có tiền! Đi mẹ ăn học bây giờ mày chửi tao! Mày ơi! Trời ơi! Thôi từ từ! Từ từ bình tĩnh ông ơi! Chuyện gì còn có đó! Chứ đâu mà đúng mà la làng! Ông dạy con đâu phải vậy đâu! Bây giờ từ từ con mình... Cái gì nữa? Cắt nước à? Em phỏng mà trời nước sôi mà! Trời ơi! Tôi bị liệu tùm lắm! Cái ông thợ! Cái ông xuyện! Thiệt á! Tự la rồi tự xuyển rồi tự thở vậy thôi à. Cái bệnh lạ lùng vậy đó. Hay cho con bình tĩnh nghe tôi nói nè. Ông đừng có la con nữa. Con nó dạy cái này cũng là một cái nghề của nó. Bây giờ ông bắt sao nó bây giờ? Tức nè, con hư là tại mẹ. Nếu ngày xưa mày nghe lời tao mày đi ăn học, là bây giờ mày đã làm được bác sĩ rồi. Chứ mày đâu có nhảy đầm như vậy. Đúng chưa? Thì con có ăn học mà ba. Nhưng mà bây giờ là bác sĩ kỹ sư, thật sự con không có khả năng tới đó. Bây giờ con đam mê nhảy, đam mê hát. Mày không cố gắng thì mày nói đại đi. Mày lười. Con biết mà, bác sĩ kỹ sư là ngày xưa ba cũng cố gắng ba làm, nhưng ba làm không được. Thôi, chú làm không được nè. Nó nói thằng này vô. Ba ơi. Ba nhảy sao tao chết rồi mày coi. Ba cứ nhảy hoài. Trời ơi. Nó không chạm ở đây, tôi chết rồi. Trời ơi, cái gia đình này bây giờ không còn ai cô tôi ra cái gì nữa. Tôi chết trong một cái vừa lòng đây. Trời ơi, bây giờ con cái nó không màng mà vợ nó cũng không lo. Thôi đúng vậy. Ba thấy cái nhà không? Có lúc nào hả cũng đầy trật tùm lum tùm la của ba không á? Tao vô phước. Vô phước tao xin con tao ra, nó không có nghề ngỗng, nó không lo được cho tao. Tao kêu nó đi ăn học, nó đủ thừa. Rồi bây giờ nó chửi tao ngu. Mày nói vậy thì tao nói gì mày được nữa. Hồi nãy con có nói ông ngu không? Tao nói thiệt lâu. Tao chết cho mày vừa lòng. Trời ơi, cái gì vậy? La bà sốt hoài. Bà binh nó mới hư đốn như ngày hôm nay. Thiệt trầu chán. Con của người ta bây giờ bác sĩ kỹ sư. Con tôi nhà ghế méo cũng không đỡ.
Rồi đó nó đỡ rồi nó đó. Nó dằn lúng sàn cho hư cái ghế đi. Tôi hư ghế rồi tôi mua ghế mới. Cái nhà nè, nó nấu tôi trầy trật nè. Vậy chứ có bao giờ nó lau được cái nhà một ngày nào. Lau mà nước non như vậy thì thôi ta lấy cái ca ta tạt ra đi. Không ai lau nhà như rửa xe vậy hết trơn á. Nói đó, thì nó ra nó lấy cái khăn lau bàn, nó lau cũng đất. Vô vi trùng dính vô rồi hồi nó quậy vô cái chén rồi tôi ăn vô tôi chết nè. Bà thấy rõ ràng nó muốn đầu độc tôi không? Bà thấy chưa? Nó quậy kìa. Nó vẽ bùa hình chữ bát ở dưới là nó niệm chú cho tôi chết đó. Nè, mương nè, có nước mày múc mày đổ ra nhà đi, mày giặt mặt cái gì? Đó, ao tao nuôi cá mà nó đổ xà bông xuống cho cá chết. Bà coi nó làm cho nghề tôi lụng bại không? Cơm không cho một bữa, con cái dằn mâm xăng chén để một cái cạch mà thấy không, nó dằn vô mặt tôi. Đó, để đây nè. Có ai ăn cơm mà bưng nguyên cái nồi ra không? Đó, nói xong cái này đem dẹp cái nồi mà có phải dằn mặt nhau hay không? Trời ơi, thiệt tình đó. Dạ bộ hay lắm, đảm đang quá, múc cơm đồ hiếu thảo quá. Đó, bà thấy không? Cơm mà nó nhận xuống là nó để nó cúng chứ gì nữa. Bây giờ mà cắm hai cái đũa lên nữa là vô địch nè. Nói từ đâu làm từ đó, bà đưa tôi cái nhang đi, tôi chết cho nó vừa lắm. Dẹp mẹ luôn, ăn có bữa cơm mà hành hạ chửi bới quá. Hồi nãy giờ là tôi thấy ông sai lắm rồi đó. Ông làm gì mà ông lan nhỏ hoài vậy? Dọn cơm cũng không vừa lòng, lau nhà cũng không vừa lòng. Giờ muốn cái gì ở đó? Tôi chỉ thấy bất bình thôi. 30 tuổi đầu, nghề ngỗng thì không có, vợ con cũng không có, không phụ giúp được gia đình cái gì hết. Xấu hổ thiệt, tao như mày thôi, chắc tao nhảy xuống mương tao chết. Nói vậy thôi tự hiểu, làm mình làm mãi hoài mệt, quá mệt. Thôi bỏ qua đi đừng có giận ba con, bữa nay ổng làm sao á. Mẹ, ở lại mẹ ăn cơm với ba đi, con đi ra làm sao cái. Rồi nó đi rồi đó. Nói mà sợ ai? Giờ nó đi rồi tôi mới nói nè. Làm gì vậy? Mắc chứng gì mà bữa nay la làng la xóm có chịu với nó vậy? Bà dở quá dở. Cái đó là cách tôi dạy con. Tôi giả bộ tôi làm mình làm mãi vậy chứ bà nghĩ tôi đâu có khùng. Bà hở cái là bà binh nó. Bà nghĩ đi, bây giờ nó nghề ngỗng nó không có rồi mai mốt tôi với bà già rồi nó làm gì ăn? Ai biết thì cũng thấy người ta hay live stream rồi đứng dậy biết đâu nó có tiền. Dạ thưa, thằng chồng nó sướng thì con vợ nó phải phụ vô hiểu không? Người ta gọi là phu sướng phụ tì. À hả, phải cho nó có một cái nghề đàng hoàng đúng không? Mình phải kích cái tự trọng cuối cùng của nó lên. Mà kích quá à, phải chim ông nói với tôi. Trời đất ơi, con mình nó đã vô dụng rồi thì bà phải làm cái gì để cho cái máu đàn ông nó lên, bà hiểu không? Rồi chắc giờ nó hiểu, nó giận rồi nó đi luôn rồi sao trời. Ở nhà đẻ có hai đứa thôi, mà con chị giỏi bao nhiêu là thằng em nó vợ bấy nhiêu. Thì bởi vậy cũng may à. Ba má ơi, con về nè. Thấy nó linh không? Mới nha. Mới về nha. Trời ơi, con mới về hả? Dạ con mới về, ba khỏe không ba? Trời ơi con kìa, cái mặt kìa. Dạo này mệt lắm con, nhiều chuyện buồn trong gia đình lắm con gái ơi. Không có con không biết cái gia đình này sao luôn. Trời ơi con về là vui lên, vui lên. Trời ơi vui. Sao dạo này làm ăn được không? Hồi mấy đứa nó đem đồ ăn vô quà, mua quà tùm lum tà la hết. Quà. Bà thấy con tôi chưa? Ba hỏi con làm ăn được không hả? Còn phải nói, được hết á. Dạo này tay chân con tôi nó đẹp dễ sợ. Trời, mà đứng bên sang vòng, bà coi coi. Trời đất ơi. Đẹp quá con gái ơi. Sáng sủa gái như chậu bông vậy đó bà. Con đẹp như một chậu bông hả ba? Ừ. Tuyệt vời quá. Bông Tết đó con. Con là cỡ cây tắc á. Ồ. Cây tắc nó mới nhiều trái, nhiều bông vậy nè. Vậy thôi, sao cũng được, miễn con chưa Tết là được. Đi nè, dạ, dạ, đây. Dạ, để con ngồi. Trời ơi, con đi làm, con bớt đi ra ngoài đường lợi. Dạo này dịch bệnh, ba sợ lắm con ơi. Nói nào ngay trộm vía. Nhờ mấy cái khó khăn đó mà cuối cùng con làm ăn được. Bây giờ bà còn cãi tôi nữa hay không? Có nghĩa là bây giờ người ta vướng dịch nè, mà nó vẫn làm ăn ra tiền. Còn thằng kia nó đổ thừa. Bà hiểu chứ, bà hiểu tại sao tôi phải chửi chứ. Tại vì do trước dịch đó tụi nó bơm hàng con quá nên con dư được số hàng dịch này con bán thôi. Chứ cũng không có giỏi gì lắm. Con mình nó thông minh, nó biết là dịch tới cho nên nó dự trữ hàng là có thời cơ nó bán cho nên có tiền. Không có. Cái lúc đó là con kiểu xui rủi mới bị bơm hàng, chứ thật sự bán hàng không ai muốn điều đó hết á bà.
Nhưng mà nó giỏi. Giỏi. Nó giỏi cái chỗ là thí dụ như người ta bơm hàng ta giận đi. Còn nó là nó biết biến cái năng lượng mà tiêu cực thành tích cực để nó dự trữ hàng nó bán ra tiền, mà thấy hay không? Không, ba con không có biến năng lượng gì trơn á, tại dịch quá con không dám tới nhà nó, con chửi thôi chứ thật sự tụi nó đông quá đánh không lại rồi chứ cái nư con là con giả chạc vô mặt nó. Tao có cảm giác như là tao nói gì cái mày phải nói lại ngược lại cho bà được. Nó khiêm nhường mà nó dễ thương con. Còn tôi á. Con tôi luôn. Con là giỏi lắm đó. Không giỏi. Hên thôi. Một thằng có thằng chê vợ suốt đời không nhận vợ. Còn con khen giỏi suốt đời không nhận giỏi. Gia đình của con cái đẻ ra đứa nào cũng kỳ hết trơn rồi. Nói thôi kệ. Tay này trống quá này tặng. Trời đất ơi, cha mẹ ơi, nó đưa cho cái hộp đẹp quá. Cái này chắc cả tỷ ha con ha, hộp sòn ha. Này đá non nước. Nè, cái hộp non nước nè. Non nước là nó cỡ nhiêu con? Cái này bữa nó cầm á, nên con mua lại, cũng rẻ, 3,5 triệu. Không đúng rồi, mà đem về tiết kiệm bà ơi, chứ lớn rồi đeo chi hộp sòn đá non nước được rồi, đeo đi cho nó có sinh mệnh. Hôm nào giờ chưa có nghe cái đá non nước. Đá non nước là mấy cái đá mà nó hay mọc dưới nước đó. Vậy bà đeo cho hên. Bà mặn quả mà đeo nước hợp. Không có, tôi mặn mọc. Thủy sinh mọc đúng không? Nước nó dưỡng cây. Kể đi kiểu gì cũng lợi mà. Cái này là đeo tiết kiệm là được rồi. Đúng rồi. Ủa trời ơi, cơm ai mà có sẵn vậy ba? Em trai mày đó. Một chén cơm mà nó nhấn cỡ này nè, ăn sao ăn. Thôi để bới lại kêu nó ra ăn cơm luôn đi. 55. Chị hai con về lắm. Hai mới về hai. Bà thấy không, nó lấy này chuối ra nó cúng tôi rồi, bà thấy không? Chuối này con đem rồi con ăn ba. Chứ con cúng bà nào. Mày làm gì, đàn ông ăn chuối? Con tập tạ, tập aerobic, con cần đạm con ăn chuối thôi. Sao ba đem chuối ra cái ba nói cúng ba? Mày cần đạm thì mày ăn một trái chuối thôi. Chứ mày làm gì mày đem ra nãy, nãy là chỉ có dằn bụng thôi chứ. Thôi ông ơi, ba chuối ai ăn bán một trái? Trái là muốn hay không là do mình thôi. Muốn trái thì ra ngoài tiệm 24 giờ. Con muốn mua nãy ra chợ. Đừng có ngang ngược. Ở ngoài đó người ta cũng bán chùm chứ người ta không bán trái. Không, vậy đúng rồi, nếu con gái nói vậy là đúng đó. Vui vẻ như vậy, vậy như vậy. Sao mà tự nhiên nói chuyện với ba mày lớn giọng quá không biết nữa. Mày mà gặp chị hai mày biết thưa mày. Ở này nó có thưa rồi. Thưa rồi. Ê, thưa thì phải lớn lên chứ thưa mà gật cái đầu ai mà nghe. Thôi đừng có dữ quá, mình có tuổi rồi, bị xỉn mà sao mà. Thôi ăn cơm. Ăn cơm ha. Con là con. Dạ, ăn cơm đi. Má bới ít ít thôi con giảm này, cân. Con nhìn em là con. Trời ơi. Góp. Ê, mặc đồ đẹp dữ vậy. Dạo này công việc ổn định không vậy? Nó nghe nè, cái mùa dịch khó khăn quá thì có tao lo cho mày dễ sợ luôn. Tại mày thất nghiệp hồi đó giờ mà gặp dịch nữa. Trời, nó coi kiếm công việc nào ổn định mà làm đi cưng. Đừng để cho ba má la nữa. Lớn tuổi rồi. Chị hai nói bao nhiêu lần không nghe. Ai da, đau quá. Bây giờ mày kiếm một cái công việc ổn định đi. Dịch mày vẫn làm ăn được. Đau. Con đau má, con đau đó. Ủa mày làm cái gì ạ? Chị nói thì nghe. Cứ cái con mắt cứ liếc liếc xuống à. Nó nói phải hay quấy. Mà mày làm thái độ đó mày giống như là mày lơ thì chị mày vậy. Có mày ừ, mày bụng mày chết à. Đúng hay không? Dạ đúng. Ba em nó biết mà ba. Tao nói thì mày trả lời chứ mày ậm ừ gì với ai đó. Ăn cơm đi. Không nghĩ đi được ăn nữa. Con trai gì đâu mà nói tới mình đàn ông thì mình phải nhận cái lỗi của mình. Thì chị đang nói mày nói sai chỗ nào mà mày biểu môi mày dè biểu. Còn ăn nữa đâu, con đi vô vậy. Mày vô đi, mày đừng ăn nữa. Mày lâu lâu chị mày về có một bữa cơm mà tôi cũng không vừa lòng mày nữa. Khó ưa. Ba nói gì nghe đi. Ê tao nói gì mày mà mày bị thái độ tao mày. Ba nó có làm thôi không ba. Tao hỏi sao mày không trả lời tao. Thằng kia. Chứ bây giờ ông muốn nó làm sao? Không phải muốn cái gì hết trơn, nhưng mà chị nó nói thì nó phải trả lời. Mà tôi dạy nó rồi nó làm gì nó liếc lườm tôi. Tao nói sai chỗ nào? Mày có vô dụng không? Con vô dụng. Con sinh ra nó có già là vô dụng. Cái gì ba cũng la, cái gì ba cũng chữ. Con đồng ý là chị hai thành công. Chị hai là trụ cột của gia đình. Con không thể nào con như chị hai được. Con là con, chị hai là chị hai. Bà thấy không? Ba, bây giờ nói chuyện nè. Bữa nay nó nói chuyện tôi, bà thấy cái nào không? Mày dằn ai hả? Chị hai xin ba ơi ba. Mày đừng nói mày sai. Tao là tao sinh ra là tao sai nè. Tao không biết dạy con. Đến ngày hôm nay con tao nói chuyện với tao bằng cái thái độ đó đó. Con không có thái độ với ba hết á. Con là con sai. Từ đầu con sinh trong cái nhà này con đã sai rồi. Ủa mày sai mày sửa lại đây Lâm. Tao chỉ mày cách luôn nè. Đừng kêu tao là ba nữa là mày hết sai. Lâm, tao xin mày. Vô trong. Ê thôi mà ba ơi. Ăn nấu tao vậy đó hả mày? Lâm mày nghe tao nói Lâm. Nếu mà ba chướng mắt con quá
thì con xin ba cho con đi ra khỏi cái nhà đi. Nếu mày đủ bản lĩnh chứ mày đừng hù tao. Lắm lắm ơi lắm. 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 Chị hai, em cảm ơn cái lời dạy của chị hai. Em sẽ ráng ra ngoài kia làm thật là nhiều tiền để cho ba mẹ thương em như là thương chị hai vậy đó. Con mà không thành công, con không bao giờ về cái nhà nữa đâu. Thưa ba, thưa má, thưa chị em đi. Lắm ơi lắm, lắm, lắm ơi lắm. Lắm. Mày coi nó đi, coi bao lâu nó về. Như mày không thành công đừng về nha con. Đi đi. Ba. Hồi nãy á, mắc khều mày, để cho mày đừng có nói nữa. Từ sáng giờ ba mày cằn nhằn nói cái chuyện này nè. Có cái bữa cơm mà ăn cũng không xong nữa. Con xin lỗi. Xin chào lớp chúng ta. Cả lớp mình kêu cô đi nào. Comment là Cẩm Lan, Cẩm Lan. Bữa trước các bạn thấy sao nè? Mình học dần chưa bị đau người không? Đau là đúng nha. Đau vai là đúng nè. Đau chân nè. Đau lưng nè. Đau răng hả? Đau răng là do giết răng bé ơi. Dạ đúng rồi các bạn ơi. Thì hiện tại lớp chúng ta đang là 6 người. Thì cô nghĩ với cái số lượng như thế này thì cô không đủ sống em à. Chính vì vậy cô đang tập tành làm YouTuber. Mới lập kênh thôi chưa có ai subscribe hết. Và bây giờ chắc ai bấm chuông thì không biết chán ghê. Quên quên mấy em ơi. Chiều nay 4 giờ mình gặp lại tiếp tiết sau nha. Bye bye mấy em. Chờ xíu. Lâm, Lâm, đứng lại biểu, làm gì vậy? Mày là đàn ông mà mày ăn bẩn cái gì vậy? Hả? Con là vậy đó má. Em nói chị hai sao? Em nói là một mình chị tới đây thôi, chị dẫn má tới đây làm chi giờ để má chửi em vậy? Má nói má nhớ mày. Má, cái gì từ từ nói. Nhưng mà nó làm cái gì kỳ cục vậy? Hả? Mày coi mày lại coi. Con là vậy đó. Ba mẹ cứ bắt con lấy vợ hoài. Nhưng mà con thích tự do. Con thích làm như vậy nè. Bây giờ có chết con cũng không lấy vợ được. Bởi vì con sinh ra đã là như vậy rồi. Trời ơi nhưng mà trong mắt tao không có muốn mày là như vậy. Nhưng mà má là má của con mà. Tâm tính của con làm sao má hiểu mà. Má đừng có tự dối lòng như vậy. Ba không thương con rồi. Bây giờ má cũng không thích là sao. Má nhìn thẳng vô mắt con nè. Má, má phải hiểu cho con. Bây giờ con ra ngoài đây nè, con cảm giác con thoải mái lắm. Con thích cái gì là con làm cái đó. Má, mình qua đây gặp em mà. Má gì cũng từ từ chứ má la nó hoài tội nghiệp nó. Tự nhiên má qua đây má đùng đùng má giận vậy biết gì con để má nhà thiệt á. Trời ơi, mày á. Má nghe nè. Không phải bệnh mà hỏi người ta bị lâu chưa. Hiểu không? Con lấy vợ được không? Má muốn dâu. Má muốn dâu á. Con ra chợ con mua cho má. Con không có dâu được đâu. Má sẽ mang về cho má một đứa con rể nha má. Trời ơi. Thôi má. Chắc tôi điên quá trời. Bây giờ má phải chấp nhận sự thật đi. Cái má cứ không chịu. Không chịu như vậy, không chịu như vậy thì nó cũng là con của má thôi. Hỏi gì sâu sắc vô nha. Mày chơi lâu chưa? Ôi, sao mà hỏi thẳng người ta kỳ vậy? Má ngồi đây con nói má nghe nè. Trời, cái giường mà ngồi ịch xuống cái muốn chết luôn à. Thôi để con trả lời không cho. Có tấm nệm nữa, ăn ở gì chỗ này như vậy đó mà biểu về nhà ở không chịu. Thôi mà, con biết là ở nhà này mẹ thương con nhiều nhất à. La là la một xíu thôi, nhưng mà trong lòng thương con lắm. Mẹ biết con vậy mà đúng không? Tao đẻ mày mà sao tao không biết được. Nhưng mà nó làm cho má bất ngờ quá. Má con nói nè, xã hội giờ phát triển lắm. Như em con á thiếu gì mà người ta tài giỏi, người ta sống hạnh phúc bình thường thôi. Bây giờ nó không mang về cho má một đứa con dâu được thì nó mang về cho má một đứa con rể, hợp lý không? Nó thấy không hợp lý. Xã hội giờ lạ lùng quá. Có gì đâu lạ lùng, tại má không chịu chấp nhận thôi. Chứ mọi thứ nó bình thường lắm. Má đừng có phân vân chuyện đó. Má nhớ mục đích của mình hôm nay qua đây để làm gì không? Kêu Lâm nó đi về. Qua nói chuyện vậy đó. Không lấy vợ được hả? Má hoài luôn. Má hoài luôn. Má. Má muốn nó đi luôn hay sao vậy má? Lâm, má hiểu rồi. Để từ từ.
từ từ má sẽ thay đổi trong đầu má. Chứ nó lẹ quá má cũng bất ngờ lắm, con hiểu không? Dạ. Rồi thôi, bữa nay má với con Như qua đây là chủ yếu kêu con về. Mày về đi chú ba, mày nhớ mày tội nghiệp, ổng không đi ra đi vô, ngóng mày hoài à. Về nha con, về Tết nay về cho ổng vui nha con. Má ơi, con không có về đâu. Ba má thấy không, lúc nào cũng bảo thủ hết trơn trọi á, lúc nào cũng bảo vệ cái ý kiến của mình đó đó. Bây giờ con mà về mà thấy cái bộ dạng này nữa, ba chửi con chết luôn á. Con không về đâu. Sao không Như? Thôi má, để con nói. Ê Lâm, tao biết là mày không về đâu, nhưng mà vài bữa nữa Tết rồi, sắp xếp về gặp ba ăn bữa cơm, cho ba thấy là mày còn nghĩ tới ba. Tao nói vậy thôi đó. Rồi mày muốn làm gì mày làm, lớn rồi, chị hai không la đâu. Mặc bộ đồ đẹp. Đừng la nữa nha. Má về nha. Dạ. Nhớ 30 Tết về nha. Tôi phụ ông nha. Ừ, ra bưng giùm cái bánh chưng có không? Đây đây có chứ. Giao thừa tới nơi rồi. Ý, còn nào thịt kho, nào thịt ngon quá. Còn nào thịt đóng nữa? Có. Bà làm bánh chưng nó chín chưa vậy? Trời ơi, ngon lắm. Thôi được rồi, ngon rồi. Thấy chưa? Đây rất ấy. Thịt kho hộp vịt. Ừ. Hủ lo sắp lại cái mâm trái cây đi. Trời, rồi, trái rồi, cây rồi. Gì đâu mà sắp xấu quá thì thiệt tình. Rồi vậy chưa được nữa hả? Không, làm cho nó đẹp lại, đưa cái này ra mặt tiền tôi đi. Rồi. Sửa lại đi. Ừ. Ơi, thiệt tình. Khó tính quá. À. trong ngóng cái gì vậy? Không vậy. Trời ơi. Đang coi có đứa nào lấp ló ngoài nhà kìa. Nhìn là tôi biết liền à, sĩ diện cái gì. Chuyện gì? Nói xuống đây tâm sự chút xíu nè. Nói gì? Bữa nay có hai vợ chồng thôi. Tết với sắp cùng... có cái bình trà con muốn ngay nè. Thôi đừng đánh trống lảng cho nội ơi. Nghe nói nè. Nói gì? Dẹp bớt cái tánh chướng khí của ông đi. Chướng gì trời? Quá chướng luôn. Ông thương con một cách lạ lùng lắm. Ông thương mà ông cứ chửi con không à. Không có ai chịu nổi hết trơn á. Ông thương nó cũng thương ông. Nó đi ông nhớ đúng không? Mà tại sao ông dạy vậy? Ông có nhớ nó à nghe. Nó muốn mình phải lúc nào cũng ngọt ngào với nó. Tánh nó cũng như tánh ông. Nó cũng sĩ diện giống như ông vậy đó. Đừng có la lối hoài. Bây giờ nó đi rồi, ở đây ngồi đây thì thương thì nhớ. Đây nè, giờ nói phải nó quấy cho nghe nè. Tôi là coi như hy sinh đời bố để củng cố đời con. Cái thay tôi hồi xưa đã không ra gì rồi. Dốt nát kết hợp làm sửa xe. Thì cầu mong cho con mình lớn lên để nó làm ngành trí thức, làm bác sĩ với người ta. Để cho nó tươi sáng rạng ngời tương lai. Đúng chưa? Tại sao chị nó có thể sắm sửa một cái cơ ngơi như vậy cho vợ chồng mình? Tại sao một thằng nghèo như tôi có thể nuôi được con chị nó như vậy? Mà thằng con trai của tôi đặt niềm tin hy vọng nó không làm được giống chị nó. Thì bà nghĩ đi, nó có đáng bị tôi chửi hay là không? Thì trời ơi, bây giờ ông có đòi hỏi quá cao. Con đâu phải mà ông nói một lần để bắt nó phải làm bác sĩ liền đâu. Trời ơi. Nó không phân đấu, tôi chỉ nói vậy thôi. Thôi vậy đi, cha nào con nấy mà. Ngóng nữa đúng không? Coi ra coi đứa nào nó trước gì đứng đây nói chuyện với người ta, cứ ra ngoài đó hoài miệng không ngóng. Nhớ nó không? Muốn nó về. Nói nấu gì thôi, chứ tôi biết cái thằng này tánh nó sĩ diện lắm, nó mới về đâu. Tôi biết. Nếu lỡ nó về thì sao? Nó mà về tôi làm con bà, chứ tôi không làm chồng bà. Nhớ nha, đừng có thề bậy nha. Trời. Nó là con tôi hiểu tánh nó nha. Đâu dẹp. Làm đâu. Ăn cơm hả má? Ông ơi! Con. Nó không về đúng không? Thật ra tôi nói rồi mà. Cãi thôi không? Tôi đã nói rồi, với cái tánh đó tôi biết nó sẽ không về. Thôi, đi ăn cơm đi con, kệ nó không về thì thôi. Ba. Sao? Làm nó không về. Ba biết mà. Em con nó không về ba. Về thôi, khỏi đợi. Đi, ăn cơm, đón cho tôi. Ba ơi, Lâm nó sẽ không bao giờ về đâu ba.
Nói gì bậy bạ à? Mấy bữa trước nó còn nói với con là nó sẽ về, nhưng mà nó mắc Covid rồi nhanh quá, người ta đưa nó đi. Gì vậy? Mày nói gì Nhân? Má với mày qua nhà nó, kêu nó về rồi nó hứa nó về đây, rồi tự nhiên giờ mày nói nó mắc Covid về đây. Ủa là mấy bữa trước bà có qua kiếm nó hả? Tôi có qua nó, tôi gặp nó rồi nó... Nó đang ở đâu? Thì nó đang ở bên nhà mướn của nó bển kìa. Rồi bây giờ nó đâu? Tao không có giỡn với mày nha. Nhưng... Thằng Lâm đâu? Lâm đẹp ba. Em còn Lâm của ba nữa. Nói thiệt à, con tôi sao vậy trời? Rồi con tôi sao vậy trời ơi? Mày đừng có giận tao Nhân ơi. Em mày ở đâu? Em mày ở đâu? Tôi còn hiểu không? Ai con tôi ơi, cái gì vậy, cái gì xảy ra vậy, con tao đâu, con tao đâu trời? Ba la nó hoài, nó cứ ngập ngừng nó muốn về thăm ba mà nó không dám. Nó nói với con á, nó làm gì ba cũng không vừa lòng hết. Bà đâu có thương nó đâu. Sao không thương? Mẹ con, mẹ đẻ ra mà không thương. Trời ơi, con tao đẻ tao không thương. Mẹ muốn cái gì thì cũng phải về. Nói nhau tiếc chứ tại sao con cái hổ không vậy con ơi? Trời ơi. Lỗi mày là mới. Nó nói với con là ba tha lỗi cho nó mới dám về. Ba sẽ không tha lỗi cho ba, chứ phải ba không tha lỗi cho con. Trả con tao đây. Trả con tao đây. Mẹ mày, cái gì vậy? Ba. Tao gọi cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì ba tha lỗi cho nó mới dám về đó. Vừa làm sao? Con nè ba. Con Lâm của ba nè. Lại là một sự to rập ha. Trời ơi Như, mày giỡn như vậy hả Như? Không, con không phải con giỡn ba ơi. Hai cha con gây lộn nhau hoài, con với má khổ tâm lắm. Con nói thiệt, con biết con làm này con có lỗi với ba lắm. Nhưng mà nhờ vậy ba mới chịu nói thiệt là ba thương nó. Thương bà nội mày chứ thương. Một cái chuyện mà động trời như vậy bà cũng to lập với tụi nó, bà lừa tôi. Đâu có, nó nói gì tôi biết gì đâu. Tôi cũng không có biết giống như ông vậy đó. À nãy giờ bà nạn nhân luôn hả? Nạn nhân. Hai người đều là nạn nhân của con. Cái hũ gì đâu nè? Này cũng của thằng Lâm thiệt mà nó làm cho ba. Cú kẹo, con chân cách thủy, con sợ kiến bu. Thank you.
Thôi, hai cho con. Cái mùa khó khăn, cái mùa dịch này phải tranh thủ thương nhau nhiều hơn. Đâu? Tha thứ được thì tha thứ nha ba. Không tha thứ làm gì được nhau. Thôi, thôi vui rồi, 30 Tết. Vui chưa? Tình sĩ Diệp có chịu khó khăn ăn củ kiệu nha. Ngồi ăn, ngồi ăn. Đón giao thừa. Đón giao thừa mà khóc cái gì? Không, không có khóc, không có khóc, không có khóc. Thôi vậy giờ ăn củ kiệu, Lâm nó làm cho ba nha. Củ kiệu ba đói mà, không có ba. Lâu rồi mới thấy ba khóc à. Vừa khóc vừa cười kìa. Quê quá. Tao ăn 10 cục bánh chưng. Ngồi đi đứng hoài. Trời ơi tiếng pháo quá trời vui nhộn. Một này thứ sáu ngày 13. Nếu chị có thể giúp em, bạn của em là của chị. Hãy tìm cách tiếp cận và trở thành người phụ nữ bên cạnh của anh. Tôi cần cơ hội này như một cách để làm lại từ đầu. Nếu tôi muốn, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Xử lý đi. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần từ 13 tháng 1 trên VEON. Ai còn có mặt ở đây thì đó là người nhà. Mày đi chợ Xuân hả? Đâu hả? Có bây giờ mày đi mày cũng phải ghé chỗ mày tính tiền chứ, mày ghé mày sấn ở trong nhà tao luôn hả? Đâu có đâu, tao định đi qua đây thăm hỏi mày với lại tía của mày á. Thăm hỏi cái gì? Từ nãy tới giờ lấy cái gì? Đây lấy gì đâu? Lấy cái gì đổ ra. Tao có lấy cái gì đâu. Đứng yên đó. Bị gì? Dính đàm không, của Hồng cái này hả? Là phong cách. Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Đỡ xuống! Thôi, một cách này... Ta-da! Tại vì tao qua tao thấy có nhiều cái hay ho mà gia đình tao chưa có, thì tao lấy đem về thôi. Có cái gì đâu. Được rồi, để tôi kêu người có trách nhiệm quản lý khu vườn này ra giải quyết đứa này. Nó nghe nè, hay là bây giờ... Tía ơi! Dì bày! À... Nghe cái nhạc đâu lại biết tía xuất hiện liền không? Một vùng trời bao la bát ngát quê hương. Yeah! Tôi là Tư Tết nha. Gì cũng có hết nha. Yeah. Thời đại hơi mệt nha. Yeah. Nhưng không bê bết nha. Yeah. Lúc nào cũng vui hết nha. Yeah. Ăn Tết vui vẻ nè. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah, chắc cả đào một nồi yeah. Giao già, giao già. Mày làm gì vậy? Mày làm tao tuột mút ra rừng à? Con bị ám ảnh, nguyên một năm nay đâu có làm cái gì đâu nên đè mấy con chó trong nhà ra bắt ve, rồi giờ tí ra đây chứ ve tới ve luôn nữa con sợ. Qua đây biểu, qua đây biểu. Năm nay tao nói dịch bệnh nó hoành hành, không ai làm gì được. Mày có ve mày bắt là đỡ lắm rồi nghe con. Nhưng mà con thắc mắc cái chuyện này nè. Tự nhiên đâu bên này tiếng ăn bận kỳ cục vậy? Này của mày đó. Sao tự nhiên lấy đồ của con mặc? Thích
nè. Ha, Tía phong cách ghê không? Rồi rồi rồi, Tía trẻ, Tía lạc quan, Tía cập nhật xu hướng. Nhưng mà bây giờ Tía ra đây, Tía giải quyết vụ này giùm con đi. Con nhỏ này nè. Dạ, chào chú Tư. Con nào vậy? Con Phúc kế bên nhà mà ngày nào cũng qua quậy hết trơn mà sao Tía không nhớ? Phúc nào? Phúc con của má Xuân á. Tại mày á, mày vô con quỷ như ma như yêu nên Tía tao không có nhớ mày là vậy đó. Chửi người ta dữ dội vậy, bậy tầm bạ. Đừng có chửi như ma như quỷ. Dạ. Nó không ra con gì hết á. Đáng đời, đáng đời. Ê nè, chú Tư, con qua thăm chú Tư. Chú Tư khỏe không, không chú Tư đã. Mày đi đâu ngoài kia? Tôi lấy một đống đồ của gia đình mình nè Tía. Ôi ghê không? Ê. Dạ chú Tư. Cái gì chứ cái này là không được nghe con. Dù có hàng xóm láng giềng tao không binh mày được. Mày biết đây là thành quả lao động của tao. Trong cái thời gian mà dịch đồ này nọ không có làm gì được, chú mới kẹt cải tạo cái mảnh vườn của chú. Tự tay chú trồng những cái này, không phân không thuốc gì hết. Muốn ăn thì phải xin chứ, sao đi qua ăn trộm vậy? Con định xin rồi chứ bộ. Nhưng mà tại vì con thấy chú Tư đang ngủ, cái con sợ làm phiền chú Tư nên con tiện tay con lấy về trước có gì. Câm cái miệng. Bây giờ phải kiểm tra nó lấy cái gì nè Tía. Cau nè, dưa nè, đủ nè, rồi khẩu trang. Ê nói nghe nè. Dạ. Xong cầu dừa đủ xài mà không lấy, mày lấy cái cầu dừa đủ khẩu trang là sao? Không phải, tại vì con chỉ định lấy mấy cái món kia thôi. Xong cái con thấy hả, là chú Tư là bình thường là hay may khẩu trang bán cho bà con lối xóm nè. Nói chuyện bán là bậy nha, tao may tao cho đó. Thì đó, thì giờ nếu cho thì con lấy luôn coi như cho con đi. Nít. Ê cái năm nay là bộ mày đeo khẩu trang chưa đủ hả? Còn cầu cho sang năm mày đeo khẩu trang nữa. Ờ. Điên. Bây giờ tính sao Tía? Thôi bây giờ dù gì cũng chỗ hàng xóm láng giềng, tính tiền cho nó rồi nó đi về. Ủa? Giờ có tính đúng không? Được rồi, để con tính. Ủa nhưng mà hàng xóm láng giềng là không có tha thứ hả chú Tô? Không tha rồi. Ủa làm cái gì vậy? Rà giá trong siêu thị nó cũng hay rà. Má ơi má, cái này là cái máy đo thân nhiệt độ. Tao ước lệ được không? Hay ước lệ quá thôi, gì nè mày đo tao đi. Trời ơi ám mạng. Nó không còn độ nào để nói đó. Đo nó xong là vô giá trị luôn á Tía. Mày rất ngồi yên đó ra tao rà mấy cái này nè. Ôi. Ôi. Gì vậy? Kiếm cái mã vạch. Ủa mã vạch đâu ra kiếm trời. Mày khùng quá mẹ ơi. Muốn có mã vạch chạy ra ngoài ngay chỗ nhà thuốc á, mua cái đồ cái que cái gì đó về rồi thử đi, xong rồi mới có mã vạch. Sao được kia? Không có được. Ủa không được hả? Cái này là cái vạch khác. Mà anh này đâu có đâu, cái này trái cây vườn nhà mày mà. Bây giờ cái mã vạch này là nó tùy hỷ gia chủ. Thích là cho mắt rồi cho buồn là cho mắt hơn được không? Im đó. Để tao ra nè. Tít. 50. Tít. 80. Trời ơi, trái dừa bán con 80 của chú Tô. Tít. 100. Thôi con ơi, làm gì làm, cũng chỗ hàng xóm láng giềng, tích cái đủ đủ không mày tin sao? Dạ. Người ta nói mình hàng xóm mạng ở không có đức, tin mão 10 triệu 10 triệu đi. Dạ tích. Chú Tư. Trời ơi, con tính cái này con cảm giác là hai đứa con mình không phải là nhân vật chính diện luôn, hay rất là phản diện luôn á Tía. Bây giờ chú nói cho mày nghe, nhấn mạnh lại với mày, nếu mày xin, chú sẵn sàng cho không. Đúng rồi. Ăn cắp là tính tới bên. Chú Tư, bây giờ thì giờ năm nay con có lỡ ăn cắp nhiều thì giờ cho con xin lỗi, có gì con hứa năm sau con ăn cắp ít lại. Con tán một cái trình để tao tính cho. Thấy không khó không? Trời ơi, chú Tư không khó ai khó. Tại biết làm sao không? Mấy ngày nay á Tía của tôi tới ngày. Ê, tao tới ngày gì mày? Tới ngày dọn dẹp nhà cửa để đón Tết đó Tía. Nói cho đủ chữ nha. Thì từ từ con chưa nói tới rồi, chú chỉ sấn vô trong miệng con rồi. Tới ngày dọn dẹp nên là bây giờ ông mệt quá ông hay cọc, hiểu không? Bây giờ là làm cái gì cho ông vui được ông ta cho. Thiệt không? Ừ. Cần giải trí. Bây giờ xã hội giờ cần giải trí. Đúng rồi. Dạ. Chú Tư ơi, nhân dịp Tết đến xuân về, sang năm mới con có một tiết mục nho nhỏ muốn gửi tặng cho chú Tư. Ê, mày hay á. Biết Tía thích vui mà tao thấy cái này thì vui nè. Sao Tía? Sao hai đứa hai đôi dép giống nhau vậy? Cái con này nó qua bên nhà mình, nó ăn cắp đồ kia, mình ăn cắp luôn đôi dép của con á Tía. Mày đổi liền cho tao. Thôi, tao mang quen hơi chân rồi, không có đổi được. Trời ơi. Không phải cái chân này bên đây. Bên đây đưa cái, mày đưa cái chiếc kia qua cho tao. Mày màu xanh nè, tao là màu đỏ. Đỏ. Không, đứng lại. Tao phân ra luôn đó. Lấm. Mày màu gì? Dạ màu xanh. Bậy. Ờ đúng rồi. Da con mình lúc nào cũng là màu nóng. Tại mày hết. Mang vô.
Dạ. Rồi làm cái gì cho tao vui coi. Làm đi. Không vui là 10 triệu nha mày. Dạ 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 dạ. Bây giờ con làm này là vui lắm luôn á, nhưng mà không biết là mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn chưa. Chứ con sợ là mọi người cười hơi nhiều á. Cười đi, cười cho tao. Bây giờ con xin phép làm gái Nhật đó. Nè ta đi ra là xa ra hê. Ê ê ê ê ê ê. Sao mà mắc cười vậy? Hàng xóm mình có cái loại này hả? Con không biết là ai thỉnh nó về, con sợ quá. Cậu kỳ quá. Vui vui, chảy nhật đó. Này ta đi ra nè. Tao bắn mà liêm lần thứ hai đó mà tin không? Đây nghe nè. Dạ chú Tư. Ế chữ vậy hả? Có ba mày nói như kỳ vậy trời. Sao mày nói là tao làm này vui, ba mày cười nhiều, ba mày than thố. Mày kêu chú Tư lấy tinh thần nha chú Tư. Bắt đầu cái miệng tao đã cười rồi. Bắt đầu cái tới hồi mày làm cái miệng tao nó túm lại như cái túi rút vậy. Trời, cái này ở trên mạng á, cái đó là trend. Gái nhờ. Ô Tía ơi, bây giờ Tía tha cho nó đi, cho nó về đi. Tha cho mày đó, đi về đi. Quá à. Dạ. Đầu lắm. Vậy à, chú Tư cho con xin lỗi. Xin lỗi nha. Ngày ta nhìn sao rồi. Chiếc dép này cho tao. Nó trả mất luôn chiếc dép rồi tía. Lát hồi xuống ao lấy. Thiệt tình luôn á. Bây giờ tao không hiểu cái đám trẻ tụi bay sống theo gì ba cái gì đen trem gì đó. Đám trẻ bây giờ thiệt hết biết. Biết chứ biết làm sao không? Tại vì khoảng thời gian trước đây á là tụi nó tung tẩy tự do, đụng cái có khoảng thời gian phải ở nhà không, không đi đâu hết, nên bắt buộc là nó bị trầm cảm đó. Trầm cảm thì mình làm cái gì á cho nó có ích. Dạ. Chứ còn đâu mà đi làm tầm bậy tầm bạ. Đúng cái giới trẻ tụi bay thì tao không ưa cái giới trẻ. Tía. Giờ tía nói gì nói, mình sao cũng được. Tía đừng có đụng tới giới trẻ nha. Sao ạ? Nó lập cái nhóm nó anti tía đó. Tao có ti nó đâu mà để nó ăn. Ui dồi mãi. Ý của con là lập cái group anti tấn công phản pháo mình. Mình làm cái gì cũng không chịu hết trơn á. Anti fan á hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, tía có coi trên mạng. À. Sợ nó ném đá à? Đúng rồi. Ờ ha. Nó ném cửa cục sạn là tao tiêu rồi. Manh động lắm đó. Tao không đụng tới giới trẻ nhưng mà tía đụng này. Đụng gì tía? Tía có thể không đụng tới cái con bà Xuân. Dạ. Nhưng tía đụng bà Xuân được không ta? Tao chỉ có đụng má. Không, tại bà già, bà đâu trẻ. Là kiếm chuyện với bà hả? Ừ. Hai mẹ con qua kiếm chuyện mình hoài mà. Thì bây giờ mình phải kiếm chuyện lợi chứ. Thôi phiền lắm. Sợ phiền thôi kiếm chuyện với mày. Con có gì mà kiếm chuyện với con? Mày nghe cái mùi gì khét khét không? Ôi trời chết rồi. Trời cái nồi cá kho. Trời nồi cá kho chết rồi. Phải nó dập cửa. Cái gì vậy? Nó khét tới nơi rồi tía ơi. Tía đã nói với con rồi. Thời buổi này là sống chậm lại. Dạ. Không có gì nôn nóng hết á. Bây giờ á con nghe lời tía. Con lấy cây rổ xong rồi con lội xuống mương. Con bắt cá, con vô con kho lợi nồi khác. Trời ơi, sống chậm cái đó là khét nguyên cái nhà luôn á tía. Thôi, để con sống chậm theo cách của con nha. Cá ơi, chậm khét lại cá ơi. Cá ơi, chậm khét lại mấy em ơi. Chậm quá rồi đó. Rồi. Mệt thiệt. Cái đám quỷ nào vậy? Sao chó không sủa tụi nó? Sao? Đứa nào ăn hiếp con của má hả? Hả? Đứa nào ăn hiếp con tôi vậy? Có tin là tôi đi đường quyền vô mặt không? Hả? Tại sao vậy hả? Bà làm gì? Bà có tiền không? Bà có mấy cuốn sổ đỏ không? Bà đi đường quyền. Nói cho ông biết nghe, cục vàng nào của tôi á, cục nào cục nấy nó bự như cái trái xoài ở trên cây nhà ông cái kìa. Đừng có thách đố tôi. Ai làm gì mày mà mày về mày mét má mày? Hạnh á! Thằng Hạnh ăn hiếp con! Đứa nào mới vừa nhắc tên tao nữa, tao mới vô tao lo cái nồi cá khô ra mày con đồ trời.
gì? Gì? Ê mày, mày biết tao là ai không? Sao? Tao là con gái, mày ngồi mày đánh tao đi. Tại vì con thấy nó rất là đàn ông, con tưởng đâu là đàn ông phải lứa với nhau. Mày tao nói cho mày biết nha, cha mày á còn không có dám đụng tao nữa mà tại sao mà mày dám như vậy với con gái tao? Ông nói đi, tại sao lại như vậy hả? Con không làm được mà. Yeah. Tôi là trai Việt đó. Trai Việt thì sao hả? Trai Việt thì sao? Má nè, có tuổi tiểu ơi, tiểu ơi, không được làm vậy. Trời má. Má mất lâu rồi chứ làm gì là má quở đó. Ờ quên. Em giờ sao? Cha con ông dám ăn hiếp con gái tôi hả? Ăn hiếp cái gì? Nó qua bên này á, nó quậy tùm lum tùm la ở bên này. Nó lấy đồ nó bắn con đùn đùn. Con bị đau. Bây giờ nè, tôi nói cho anh biết, bây giờ không còn là chuyện của con nít nữa nghe, mà là chuyện của người lớn luôn rồi nghe. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, bà muốn làm lớn chuyện theo kiểu người lớn chứ gì? Đúng rồi. Tôi nói cho bà nghe ngang, gia đình tôi ba đời bị sỏi thận. Ba đời bị sỏi thận. Ủa tía, cái đó đâu có gì tự hào đâu khen. Mày hay quá ha. Mày nhảy vô họng tao, mày ngồi luôn đi. Tự nhiên cái bệnh của mình khoe ra cho người ta làm chi vậy? Mày nín đi. Gia đình tôi hân hạnh nói lại một lần nữa, ba đời bị sỏi thận. Nó có đâu có gì phải khoe luôn á, nó rất là kỳ. Cho nên tôi nhìn người tôi biết bà đang bị sỏi thận. Nên con người bà nó mới tích nước. Nói quịch tẹt là mập luôn đi. Sao xạo mày tích nghỉ? Người ta né, người ta không nói mập rồi mà. Mập thiệt. Đúng rồi, với lại cô Xuân ở trong cái xóm này mà cô Xuân không biết. Mọi người ở đây đặt cho cô một cái biệt danh rất ư là dễ thương. Gì vậy? Nữ hoàng tinh bột. Mẹ ăn uống sao mà để sớm ăn đó, mẹ là nữ hoàng tinh bột. Mà đúng. Thôi trời ơi, gối mày, mày là con tao đó. Không phải, thì ý là nói là mẹ chẳng những trữ nước ở trong người mà còn có thêm tinh bột nữa. Trời ơi, ủa cô ơi, ở nhà mình dạy con là lên gối vậy không hả cô? Nín đi, tội tôi tức quá. Nè, nghĩ sao mà hai người đàn ông như mấy người mà ăn hiếp hai mẹ con tôi, chân yếu thấy mềm, hiền lành lạc hậu vậy hả? Có cái mặt bên cha con tôi ngồi đầu. Một mình bà thôi bà ngồi lên, hai cha con tôi lên đột nhiên. Ở đâu ra mà chân yếu tay mềm? Tôi nói cho ông biết, bây giờ nè, tôi quyết định chơi khô máu với ông nè. Đây nè, chơi tới tủy tôi cũng chơi với bà. Đúng rồi đó tía. Chơi lúc vậy tía, quyết định tôi chơi bà đó. Ôi trời, tôi sợ. Mình rút mấy cái ống quyển nè, mình quất hai mẹ con bên kia tía. Mình lấy thích mình đèn người đi má. Khỏi luôn, đứng đây thôi phun tinh bột vô cái bản mặt đó. Phun đi. Có, cái cha con tôi có. Bên kia hai mẹ con là phun tinh bột, bên đây hai cha con người ta phun cái tinh túy ra ngoài. Cha nói chuyện kỳ bí à. Cha già thơ dép tổ ông hồng. Nói chuyện hàm hồ, nói chuyện hàm ý. Con không hiểu. Ý con tôi nói bà không hiểu à. Bây giờ đó, mình đừng có dùng tay chân để giải quyết công chuyện với nhau nha. Đúng. Dùng những cái tí não nè để mình đấu với nhau nó mới hay. Nếu vậy thì tôi khuyên ông trước nè. Ông về ông dạy lại con ông đi. Ông bà mình nói sao? Uống cây từ lúc còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành mới để đức cho con. Đúng rồi. Con dạy thì cái mang, mà mũi dạy là lái chịu đòn á. Con hư là tại mẹ, cháu hư là tại bà. Diễu điều phụ lấy giác gương, người trong một nước phải thương giác gương. Cá con mang muối cá ương, con cả cha mẹ chăm đường cá ương. Trong cha như nước Thái Sơn, cái mẹ như nước trong nguồn Thái Sơn. Một lòng thờ mẹ Thái Sơn cho tròn chữ hiếu mới là Thái Sơn. Nên nó dễ thương. Nên tôi bỏ bà luôn à. Ai bày hai tụi bay vậy hả? Trên mạng á đi. Đọc tục ngữ, đọc ca dao mà đọc tầm bạ vậy đó hả? Cái đó là ông bà mình tích tụ bao nhiêu ngàn năm rồi. Tại nó vui, nó chế vậy thôi à. Vui ghê. Thật là đúng rồi, chí phải. Thì cha của mày nói đúng. Nè. Vì do tụi bay như vậy á, thành ra là tao tụt bút. Bây giờ tao quyết định là tao chửi tụi bay đó. Tao không có chửi ông nữa. Mày để cho tao nói chuyện với cha tư già này. Mày đi về đi, cái con Nhật bổn kia. Má dám đuổi gái Nhật hả? Cái Nhật hả? Mẹ ta nghĩ sao rồi? Oh, yeah. Ah!
Cái con này không phải con người đẻ ra nó đâu á tía. Ta tát vô mặt mày á. Sao mà nó kỳ lắm. Kỳ sao? Nó rất là kỳ luôn á. Thôi, tại sao mày nói đụng chạm tới cô vậy? Tía. Ngồi đi. Dạ. Ngồi chưa? Dạ rồi. Đứng lên. Ủa? Đi rồi. Ủa sao vậy tía? Con đang ở đây. Ủa, con bây giờ đang ta đã nói rồi, chuyện này bây giờ đụng tới người lớn rồi, không cần con nít nữa. Đi vô đây. Nhưng mà đúng con rồi. Vô là tía còn có mình là bà xử tía đó. Yên tâm đi, văn chương tao đầy mà. Đi vô. Tuyệt tình luôn á, tự nhiên cái bị chửi à. Trong khi là nãy giờ đang rất là bên vực tía luôn á. Rõ ràng là vậy luôn. Mày nhảy đi vô đó. Đó ngoan hiền mà nhảy đi vô đó. Bực bội. Tôi nói cho bà nghe nè. Gì? Nói cái gì? Ngồi đi. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá à. Cho tụi nó đi đi rồi mình mới nói chuyện được thoải mái được. Nhưng mà sao mình không công khai đi? Công khai sao được? Trước giờ xóm giềng á, ai cũng nghĩ tôi bà như chó với mèo. Mà tự nhiên giờ nói vậy chỗ người ta cười chết. Tôi nói thiệt nha, trong cái thời gian vừa qua cách ly rồi bế quan tỏa cảnh, tôi chỉ có đi ra nhà tôi rồi ra tới cái sân này, xong tôi nhìn ông, nhà tôi có cái chuyện gì xảy ra tôi cũng ra tôi nhờ tôi cậy ông, thì tôi mới phát hiện ra một điều rồi. Ông quá đáng yêu, ông đáng yêu mà ông ngọt ngào vô cùng luôn á, thiệt á. À. Trời ơi, mình phát hiện ra nhau trễ tràng quá, hiểu không? Phải chi mà mình sống chậm lại một chút ha. Mình đừng có bị gấp gáp quá thì mình đã tìm ra nhau sớm hơn. Chứ để bây giờ thì... Thôi cũng đâu có muộn đâu mà. Nói nghe nè, này nấu cho ông nè, ăn đi. Chứ để thằng con ông nó ra đó, rồi có nước mà đổ cho heo ăn á. Ê! Con mang cái ấm trà này ra, chứ rót vô, rồi uống vô cho thấm giọng, chửi bà té tát cho con. Để đi đi. Rồi tỉa nhà. Khỏi cần luôn đi. Mày để đi đi, để tao nói chuyện trà nước gì. Đi vô đi. Giải quyết triệt để cho con. Chứ con tức con. Bà là vừa vừa thôi nha. Ông cũng vừa vừa thôi. Bà đó. Tôi nói ông á. Tôi nói bà đó. Ngày tàn của ông sắp tới. Tôi nói bà là nó vô rồi đó. À. Rồi sao? Tôi cũng có quà cho bà. Nè. Trời ơi, tôi không có thích uống trà. Đã không cho nó bỏ trà vô là có lý do mà. Đừng có nói cầu hôn tôi nghe. Cái khẩu trang á, tôi tự mua cồn về tôi kết vô á. Em nói nghe nè, nó đẹp thiệt á nha. Nhưng mà biết sao cái dịch nó xảy ra đó, đeo mà nó ngán ngược luôn. Trời ơi, nhìn cái khẩu trang bây giờ chán chường. Tôi nói cho bà nghe, dịch bệnh mặc dù mình kiểm soát được rồi, nhưng mà mình cũng phải giữ sức khỏe cho mình vừa giữ sức khỏe cho cộng đồng nữa. Với lại cái này á, là tấm lòng của tôi mai tôi cho người ta khẩu trang biết bao nhiêu, tôi chưa đưa bà được cái nào. Mà có đẹp không nè? Tôi nói cho bà nghe, bình thường bà đẹp một, bà đeo cái khẩu trang này vô bà đẹp 10 luôn á. Má ơi, má. Cái gì vậy? Má ơi, con chạy ù về nhà xong cái con mới sực nhớ con chưa có nói với má. Má nói chuyện chú Tư á, má nhớ phải bịt khẩu trang vô, biết sao không? Chú Tư mở miệng ra hay là pháo nổ dữ lắm luôn á. Gì vậy má? Ai xỏ gì vô mũi má vậy? Má quá thân thành con trâu hả? À cái khẩu trang á hả? Có đẹp không? Không đẹp nha, này có bi thiệt không đẹp. Không nhiều á. Bình thường má của con đẹp, ví dụ là 10 điểm đi, thì giờ má đeo cái này vô má còn có 1 điểm mà. Bây giờ bà. Ê bà, sao tự nhiên la con tôi vậy? Mắc cười, thiệt là mắc cười quá. Thằng Hạnh đâu? Có con. Ra biểu. Đứa lộn đó đúng không? Không, mày vô. Mày chết mày gì với tao. Mày? Hả? Ê, ta, nè. Nè, qua đây. Dạ. Gần Tết nhất rồi, chửi lộn hoài. Tao với bà chửi này giờ quá trời rồi. Quá trời nha nè. Dạ. Chạy lên chợ mua cho tía chậu bông cúc đi. Ủa gì vậy? Tự nhiên đang chửi lộn ngon lành gì chậu bông cúc, nhà mình quá cho bông rồi nè tía. Đây là bông cúc mầm xôi, mày mua bông cúc dạng thỏ đó. Dạng thỏ đi. Dạng thỏ đi. Còn con hả? Đi kiếm một cái chậu lan về cho má. Thôi, năm nay con là gái Nhật rồi, hay là bây giờ là mình mua hoa đào Osaka đi má. Trời, sao mà mày quá thông minh vậy con gái. Bây giờ vậy, hai đứa con đi qua Nhật đi. Trời, mua dạ. Bật vé máy bay, mua cho má một chùm đào Osaka về đây đi. Một chùm đào Osaka nhanh thôi mà, cách ly có 15 ngày chứ mấy, đúng không? Dạ. Đi, con mua nó đâu? Tao có
ơi, tao ưa mày chắc à. Chắc tao ưa mày hả? Mày đánh tao đi, tao làm gái. Bây giờ đi sao nè? Rồi bây giờ đi sao mày tính đi? Mua vé máy bay không? Mua vé máy bay đi. Mua vé máy bay này, tìm tàu quá bà bảy. Tìm tàu quá bà bảy, bán vé số, bán vé máy bay luôn đúng không? Ê mà cách ly 14 ngày sợ quá. Không sao đâu, lẹ lắm, nó chứ 2 tuần lẹ lắm. Vậy hả? Ê, vậy thôi, về nhà tao lấy visa đi. Ok ok ok. Làm gái nằm đi, bà giảm giá vé nha không? Ê, nói nghe nè. Bây giờ mình bán cái mạng mình mua được cái mạng cho tụi nó xài không? Chứ tụi nó xài mạng quá, tụi nó hư người hết rồi đó. Nghĩ sao đi ra mà tư tập quá, mua vé máy bay đi qua Nhật. Lẽ tụi nó thiệt chứ. Thôi thì mình cũng giải quyết được mấy sách nhỏ nó đi cũng khá lâu. Tôi cam đoan với anh, nó đi 18 cái tiệm tạp quá ở toàn cái tỉnh này của mình, nó cũng không bao giờ nó có được cái vé đi Nhật. Bây giờ mình ngồi nói chuyện nè. Đầu tiên á, tôi muốn kiểm tra trí nhớ của anh chút xíu. Kiểm tra chi? Lo quá. Tôi đâu bị gì đâu trời. Thì người ta hỏi tới đâu trả lời tới đó đi, mất cười quá. Thế trời đi hỏi đi. Này để làm gì vậy? Này chén, để uống nước. Tôi thích uống bằng cái chén. Mình mắc mớ gì tự nhiên cái bình để đây mà không để trong đây? Hồi nãy để cái khẩu trang trong này, bây giờ thích là để vô thôi. Cưng quá à. Cái cây bông mà đứng kế bên đó là bông gì à? Cái này à? Tôi chăm sóc mà tôi không biết sao được. Cây mai, xuân về mai nở, tư hưởng. Hồi đó có thích xuân không vậy? Hồi đó không thích gì mấy, nhưng mới thích chừng nửa năm nay. Trời ơi, yên tâm rồi. Giờ hỏi nè, có nhớ thằng Bình với con An không? Bình Thủy thì tôi nhớ, còn Bình An là ai? Thằng Bình con An, hai đứa con lớn của ông đó. Không lẽ mấy năm nay nó không về thăm ông, rồi ông quên luôn tụi nó rồi sao? Bà thiệt tình. Bà muốn có con với tôi cho nên bà đặt tên con sớm vậy hả? Trời ơi, bây giờ con của ông không nhớ nữa, rồi làm sao đây hả trời? Trời, bà ngộ thiệt. Mà có khi nào ông quên tôi luôn không? Ông, bà sao tôi quên được cái bên. Ôi, Tư ơi, Tư đừng làm cho tôi sợ, Tư ơi. Nói nghe nè, tôi có một đứa tên là Bình, một đứa tên là An. Còn tôi với Tư á, nếu mà có tới với nhau được á, thì mình không có con nữa đâu. À, nói cho bà vui, coi như là tôi có hai đứa đó đi. Nhưng mà thiệt tình là tôi không chưa có đẻ nó ra sao biết được. Cái này cây mai nè, cái này là xuân nè, xuân về mai nở nè, từ Tết hưởng nè. Không lẽ giờ sau cái Tết này phải dụ ông lên Sài Gòn cho ông đi bác sĩ? Tôi nghiệp quá. Đừng, tôi bị gì vậy? Giỡn á. Quá trời. Bà khóc vậy tôi mới biết bà. Ê. Không có lấy thịt đen người nha. Gia đình này thấy đụng vô cái gì cũng chọi chọi, đụng vô cái gì cũng chọi chọi. Tôi chọc bà chơi thôi. Cái già mất nết. Chọc khéo hoài à. Không thử vậy á, sao biết những giọt nước mắt của bà. Ủa, tại sao chó không sủa hai đứa này ta? Hai lần rồi, bà hỏi câu y chang tôi. Bây giờ sao? Ý trời ơi, có khi nào nó trốn cách ly về không? Rồi dính hết rồi, dính hết hai đứa, dính hết luôn rồi. Đi vậy này, tôi đem cái khẩu trang của ông. Nó dính là nó dính bằng cái tia văng. Còn này nó không nói gì. Tè, 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 tè. Cái là nó quay nó đi rồi. Chưa kịp nói gì mà. Không, nhưng mà phải điện cho Hạnh. Thôi nó nghe, bây giờ sao? Bà vô trong đi. Ngoài trong gì bây giờ đều chưa được, để chừng nào xong đi rồi ấy. Em vô trong đi, rồi anh với em tính. Kỳ quá à. Đã nói là để cưới đi rồi, hãy tính gì tính. Bà điên hả?
dầu sâu lửa bỏng vậy? Bà vô trong đi để tôi tính chuyện hai cái đứa vừa rồi kìa. À vậy là ông ở ngoài này phải không? Ừ. Tôi vô. Trời hết hồn, cha già nói ẩn ý không mà trời. Xin ơi. Dạ vô trong. Alo Hạnh hả con? Ừ, có đào cũng bỏ luôn, khỏi đi. Mua vé máy bay rồi, xe bỏ. Đi gì à, có chuyện, nghe. Ừ, chết thì chết. Báo cáo. Tình hình ngoài sân không có ai cả. Báo cáo. Tình hình ở gian giữa trống. Bây giờ mình có thể đột nhập vô không? Hành động ngay lúc này được rồi đó. Nhưng mà em tức quá. Em bực bội. Nè, tại sao đây là nhà của mình? Mình đi về thì mình đường đường chính chính mình bước vô. Còn nếu mình muốn lén lút tạo bất ngờ, mình chờ trời tối xuống, mình đi vô cửa sau. Mày khờ khạo quá. Làm như vậy mới là lén lút đó. Cái địa điểm nguy hiểm nhất, đó lại là nơi an toàn nhất, hiểu chưa? Chưa. Trời ơi, bởi vậy mày. Nhưng mà cái vấn đề là nhà của mình. Mình về tới nhà thì mình đi vô nhà. Mắc gì mà mình phải lén lút mà chùm bịch. Trời ơi, mùa này là một cái mùa nóng nực. Cái tính mày lúc nào cũng bợp chợp hấp tấp. Bởi vậy thất bại rồi, đúng rồi. Nếu mà trước thành công không chịu về năm nay, thất bại về là sao? Bây giờ phải chùm mặt chùm mày lại. Người ta nhìn thấy là mình không có đội cái nón nữa, đội cái khác, ta cười như thúi mặt đó. Nè, anh đừng có nói hay như vậy. Sao mấy năm trước anh không về đi, rồi năm nay mắc gì anh về? Mấy năm qua làm ăn thành công, năm nay thất bại, cắm đầu về nhà. Bây giờ người ta khác. Trộm đạo hả mày? Tía. Con là tía. Tía, con là tía. Nè, cô cậu đừng có xạo nha. Không có con cái nào mà rình đập nhà người ta giống vậy hết. Muốn ăn trộm hả? Không phải. Không. Làm bậy á, tôi kêu công an bắt mấy người á. Đúng rồi. Tại vì con Bình. Cô An là tía Hạnh. Hạnh. Nói giùm Tiến coi. Con mời Tiến ngồi. Cái vụ này phải qua con trước rồi mà mới tới tay Tiến. Trời ơi. Đi qua đây. Sao cái... Thật ra là em biết mấy anh chị. Cái điều đó thì đương nhiên không cần phải chối cãi. Vấn đề là em biết anh chị nhưng mà Tiến không biết anh chị. Và cái vấn đề là em biết anh chị nhưng mà Tiến không biết anh chị. Là cuối cùng là biết cái gì? Khôn, tao không biết gì hết luôn á. Lý do tại sao Tía không biết hai anh chị là bởi vì hai anh chị đi lâu quá không về. Tía có bệnh mất trí nhớ, bây giờ Tía quên anh chị rồi. Tại... Ui da, cái gì vậy? Cái gì quánh quay vậy? Mẹ ở nhà mày chăm sóc Tía là sao? Mà mày để tí đi tí té tí đập đầu vô đá hay gì bây giờ mất trí nhớ. Bà đó, bà coi phim Hàn Quốc cho nhiều vô. Cái này là bệnh của tuổi già. Con nhỏ này hồ đồ nào cũng hồ đồ hết. Bây giờ phải nhờ nó nè, mày đánh nó hoài. Bây giờ em dẫn dắt làm sao cho Tía nhớ hai anh chị cô bây giờ sao? Em chăm sóc cho Tía nên em rất là hiểu ý Tía. Bây giờ Tía sẽ trắc nghiệm, kiểm tra, đưa ra những câu hỏi IQ. Trả lời được những câu hỏi đó thì sẽ là con của Tía, đúng không Tía? Cái này yên tâm, cái này mình mau giống Tía mà. Với cái trình độ thông minh của anh em mình thì chuyện này là chuyện nhỏ. Nếu con tôi thì phải biết. Dạ. Bà cố nội tôi có một bầy trâu. Bầy trâu. Chia cho ông nội tôi nửa bầy trâu. Còn một nửa bầy trâu bà cố nội tôi chia cho hai người em của ông nội tôi. Đó là ông nội chú và ông nội chú Sao. Mỗi người một nửa bầy trâu. Là được 1/4 đúng không? Ông nội chú Sao tôi mới chia lại cho ông nội tôi một bầy. Rồi ông nội tôi mới chia cho cha tôi một bầy. 3/7 cha tôi mới chia cho chú Tám nó một bầy, tôi nửa bầy. 9/2 Rồi chú Tám nó mới chia cho thằng cháu của tôi. Chú Tám với thằng cháu là chung một nhà. Hai bầy đó cộng lại chia cho mấy đứa chắc ở trong nhà. Rồi mấy đứa chắc ở trong nhà chia cho 18 đứa cháu nữa. Rồi bây giờ hỏi 18/2/7 rồi đó. Này búng cái là 18/2/7. Hỏi dòng họ tôi có bao nhiêu người? Vậy Ôi Tía chơi gì kỳ vậy? Tía nãy đưa ra nãy làm tính rồi. Tính quá trời râm. Cuối cùng là cái gì chết quốc vậy? Thịt. Câu này Thôi Câu này thua. Tía làm khó tụi con quá Tía ơi. Chắc là do là trí nhớ của Tía đang có vấn đề. Nên là những câu hỏi nó hơi trục trặc một chút xíu. Nên thôi em sẽ đưa ra một phạm trù khác cho dễ chứng minh hơn.
thầm chù luôn. Dạ. Đứa nào dễ dễ cho chị nha. À, Tí ơi, bây giờ chúng ta không có đố IQ nữa mà mình sẽ bắt đầu mình chuyển sang mình đố về kỹ năng. Tí là Tí thích rap đúng không? Ừ. Đó, Tí mê rap. Cho nên là bây giờ hai anh chị phải thể hiện cái dòng máu rapper ngay tại cái chỗ này. Trời ơi, cái gì? Cái đó là quá dễ em. Chị nè, một fan trung thành của rap. Rồi, chị coi rap Việt á. Chị mê Superboy nha em. Rap name của chị là Sukuna. Trời ơi, dữ. Tôi là, tôi khoái ca rít nè. Rap name là gì? Rap name của tôi là karaoke. Dữ luôn, dữ luôn. Karaoke nha. Tía, Tía mê rap vậy đó là Tía có rap name không? Đội nón luôn đó. Tía đội nón vàng hả Tía? Khi nào tụi bay hát là tao quăng. Quăng nón rồi. Nhưng mà con chưa biết rap name của Tía. Tía mê ai Tía? À, tao mê Đen Vâu. Đen Vâu. Người ghê nha. Rap name của tôi là Đen Thui. Trời ơi. Sao đặt cái rap name gì mà không thấy có tiền đồ luôn á nha. Kệ người ta, miễn sao người ta làm được thôi. Tía, 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 giờ ví dụ mà con thích Binzy á, thì con lấy rap name gì Tía? Mày lấy Bình con O đi. Ngon luôn. Ngon luôn mày. Trời ơi, nghe là thấy năng lượng tràn trề trong người luôn. Được, được. Người ta đi rap mà mày trời. Người ta đi rap mà mày đi ó thôi. Ok, và bây giờ rapper Bin con ó xin giới thiệu một màn trình diễn rap. Yeah. 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 Karaoke à. Yeah. Say yeah. 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 Are you ready? Karaoke ready. Sukuna, yeah, yeah. Yeah. Tôi là Tư Tết, yeah. Gì cũng có hết, yeah. Thời đại hơi mệt, yeah. Nhưng không bê bết, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vô, vô, vô. Yeah. Yeah, yeah, thôi, yeah ra, yeah. Ủa sao ông quăng nón mà quăng vét? Tao biểu hiện sự không đồng ý với tụi bay à. Tại sao? Tao nói tụi bay nghe nha. Người ta đã suy nghĩ ra, nát óc, người ta mới viết ra được những cái lời đó. Tụi bay muốn hát, tụi bay phải hỏi tao chứ. Đúng rồi. Tụi bay phải có biết cái quyền mà tác quyền không? Trời ơi, Tí ơi, Tí còn với nhau không mà tác quyền dạ, cái gì? Tí còn thì Tí còn chứ, tác quyền là tác quyền. Vậy chứ bây giờ tao hỏi mày nè, bạn bè với nhau có quyền hát. Vậy người nào cũng lấy cái bài người ta hát hết rồi sao? Cũng đúng. Đâu có được, hát riêng đi. Nè, công nhận là hát rồi, bắt trước. Còn nếu hát của tao phải trả tác quyền. Đúng rồi, cái bài này Tía thức ngày thức đêm Tía viết ra đó. Đúng rồi, giờ chị đâu có bài nào riêng đâu. Tao còn mệt mỏi hơn tụi bay á. Mua trái cây, cân đại trái cây đi, đi cho nó về cho rồi đi. Mệt. Tía không nhận luôn rồi. Ráp thôi trời. Chứng minh sao mà không có học chứ Tía không nhận luôn rồi. Qua không, qua ráp hồi nãy thì ráp đó thì ráp. Nhưng mà Tía không chịu thì em bó tài. Tía còn. Tía. Tôi nói là tôi không có, mấy người con như mấy cô mấy cậu mà mệt quá. Hơi ấm bàn tay rồi đó. Năn nỉ giùm coi Hạnh. Nãy giờ nhìn anh chị bị Tía hành em thấy cũng tội nghiệp lắm luôn á. Nhưng mà tại vì em phải theo kế hoạch của Tía. Là sao? Thấy mặt Tía tỉnh bờ không? Thì Tía tỉnh mà. Trời ơi, Tía là diễn là số 1 luôn. Trong xóm này mà diễn là không ai diễn qua Tía đâu. Nãy Tía lâu em vô trong cái nói thôi giờ nè. Đó anh chị về rồi thôi giả bộ quên hai anh chị đi để anh chị sợ. Mai mốt không có dám đi lâu gì nữa. Trời ơi. Nãy giờ diễn hả? Trời ơi, người diễn hả? Giống như diễn viên vậy trời, không còn diễn tính bơ luôn. Em là trong kế hoạch mà em còn không biết rồi đưa đâu cho con đố mà em hết hồn luôn á. Hết tỏ Tía luôn á chặt. Trời tưởng Tía quên thiệt. Hai đứa này là hai đứa nào? Không Tía. Cái này là không có diễn nữa. Thôi giỡn nhầy quá Tía. Con xin lỗi rồi vẫn thời gian qua đi nhiều quá không có về thăm Tía thì giờ năng nổ về thăm Tía hơn. Dạ. Giỡn vậy là quá tàu. Giỡn được, giỡn như được rồi. Con tiết lộ kế hoạch rồi. Bay khùng quá. Tía con mình bay, bay là thằng Hạnh à, còn hai đứa này á, Tía đâu có biết. Vậy Hạnh là sao Hạnh? Ủa là sao Hạnh? Tía ơi, Tía đừng làm con sợ nha Tía. Bình thường con thấy Tía cũng khỏe mạnh lắm mà lâu lâu quên lặt vặt chút xíu thôi. Con nghĩ là tại vì Tía lớn tuổi nên mấy cái linh tinh là Tía quên. Con không nghĩ là Tía có thể quên anh với chị được luôn á Tía. Ta đâu có hai đứa này đâu mà nhớ. Không. Thôi đừng giỡn nữa, cân trái cây cho anh ta dìa. Tía, con xin lỗi Tía. Thiệt là hai anh em con mấy năm nay không có về thăm Tía. Tại vì bận nhiều việc quá Tía. Cho nên năm nay tụi con mới bị thất nghiệp. Ý là công việc cũng ổn định, sắp xếp được rồi. Cho nên là tụi con mới về để thăm Tía. Lâu lâu về thăm Tía, Tía đừng giận tụi con mà Tía. Sắp xếp được thời gian. Nó đừng giận anh chị nữa. Không, mày biết tính Tía rồi. Tía có giận hờn ai đâu.
Nên tía đâu mắc giận hả? Mắc mới gì giận hai người này. Họ người dân nước lạ. Tía đừng có nói vậy là con sợ giận dai nữa mà. Tía ơi, con tía mà tía, nhớ con không nhớ hòa bình nè tía ơi. Đừng có quên mà tía ơi. Tía quên là chị mai mốt là tía quên luôn con tía ơi. Đừng có làm con sợ mà tía. Tía ơi tía. Ảnh, thôi đi, tụi con đừng có ráng nữa, ổng quên thiệt rồi. Là sao cô? Cái thằng Bình với con An á, hai đứa tụi bay thiệt là vô tâm. Tụi bay có biết á, là lúc đầu khi mà ba tụi con tâm sự với cô là ổng bị bệnh, là cô đã lo rồi. Mỗi ngày cô qua đây đặng mà cô ráng cô nhắc ổng để ổng nhớ lại. Nhưng mà cô không có nghĩ là bây giờ ổng quên luôn tụi bay, là bởi vì cái sự vô tâm của tụi bay. Tụi bay không có để ý quan tâm gì đến cha tụi bay hết trơn hết trọi á. Quá là vô tâm đi, bây giờ ổng quên tụi bay là đúng rồi. Tía gắng vậy là tía quên con thiệt hả tía? Tía ơi, tía ơi, con là thằng Bình, con của tía nè. Tía ơi, con là con An nè tía. Hồi xưa tía bế con ở đỏ hỏn á. Tía con Hạnh nè tía. Tía ơi, tía. Không biết có nhiều khi cuộc sống bộn bề, con bỏ quên tía. Nhưng mà tía đừng có quên tụi con mà tía. Tía nhớ không, hồi xưa cái đầu con ghẻ không? Tía hay để đầu vậy nè, cái lột ghẻ cho con á tía. Tía nhớ không tía? Tía con thằng Bình, con của tía nè. Tôi nói cho cô cậu nghe vậy nè. Thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà. Không có chuyện gì cũng đi về nhà. Ở ngoài kia dù có phong ba bão táp, hay dù có chao đảo, cứ về nhà, gia đình nuôi hết. Tía, tụi con về rồi nè tía ơi. Con xin lỗi tía. Tư ơi, nhà là nơi để về. Hễ có gia đình á là có Tết mừng. Nói nghe nè, chấp nhận hết chưa? Chấp nhận hết chưa nè? Rồi đúng không? Có ý kiến vậy được không? Cho cô đạp cái rào đi. Rồi á, gom hai nhà lại thành một nhà được không? Ừ. Mừng vậy luôn đi cho nó vui. Trời ơi, con ơi, đạp đi, đạp đổ cái rào đi. Con đạp rồi. Con đây. Ủa? Ra đây ông nội biểu coi chân xong chưa. Coi đây nè. Ông nội tiễn nè. Đó. Dạ. Còn bà nội mày thì tao đâu có cực khổ như vậy. Dạ nội. Con chân xong rồi nè nội. Truyền thống là ta chân cầu vừa đủ size. Bữa nay mày chân Không. Di eo rồi mày chân cao. Ủa? Ông bà về ăn cái này hả? Không phải, tại vì con thấy là ai năm nào cũng chân cầu vừa đủ xài hết á. Còn con á, cái mục đích và cái mục tiêu của con trong năm 2020 khác với tất cả mọi người. Đây. Khác sao? Dạ đây, con nè, này là cầu nè. Cầu view cao. View là lượt xem á nội. Tại vì con muốn là mấy cái video clip mà con đăng lên trên YouTube á, là mọi người sẽ xem thiệt là nhiều. Có nhiều view sẽ có nhiều tiền.
đó cơ mày gì ba cái view đó thôi mà mày cho ông bà ăn mãng cầu là nó ngọt mà cao thì nó chát, rồi không lẽ đúng gặm cái bản này. Trời ơi bây giờ ghét. Nhưng mà nội có biết con đang buồn chuyện gì không? Buồn chuyện gì? Con còn chưa tâm sự với nội được nữa mà nội đánh con rồi. Con đi ra ngoài chợ con định mua hả là cầu view rất rất cao, rất rất là trái gất. Con định mua hai trái gất mà ở ngoài chợ không có bán. Con đang buồn. Mày nói ngậm hả mày? Cái chữ rất chứ làm gì có chữ gất. Chứ giờ con vừa đủ xài, đâu phải đủ xài đâu. Bây giờ con bắt chú con học theo con làm để con có tương lai thôi. Tự nhiên nội làm gì? Tương lai gì tao kêu dẹp nha. Bỏ cái này xuống. Chân cầu vừa đủ xài cho tôi lấy cái mảng cầu lại bỏ trái cao ra. Trời ơi, thì nội phải giáo dục con chứ. Tự nhiên con có gì đâu, nội đánh con hoài mà. Ông đánh mày cho mày hư à. Tối ngày mày cứ dí cái mặt mày vô cho ông cái YouTube. Nè, tao mày quay giết tao dồn trển. Trời đi ra đường thiên hạ nhìn tao tao mắc cỡ gần chết rồi. Bây giờ con mới nghĩ ra ha. Bây giờ muốn cạnh tranh với là mấy đứa YouTuber khác là bây giờ mình phải có kế hoạch. Đó, chiến lược đàng hoàng. Đây, ví dụ nha nội. Nội thấy không? Đây là cái nồi bánh tét. Bây giờ á, nội chui trong cái nồi bánh tét này nè. Nội ngồi trong đó. Dạ. Xong cái con quay, xong cái con nói xin chào mọi người. Không biết là mọi người có thấy cái nồi bánh tét khổng lồ này không? Đố mọi người ở trong đó là cái gì? Xong cái con mở ra cái nồi chồi đầu lên. Hay chưa? Như một ông mục. Xong rồi cái ha ha ha. Chúc mừng năm mới. Yeah. Tôi có thằng cháu nội trời đánh. Gì vậy nội? Chưa có Tết mà mày đem mày trụng tao giống như con gà cúng mùng ba hả? Nghịch. Không có, con chỉ muốn sáng tạo thôi. Sáng tạo con khỉ khô. Nó nói vậy chắc là nó không biết là con đang tổn thương nhiều đâu. Mày tổn thương gì mày tổn kệ mày. Nó không biết là một khi con đã tổn thương thì con sẽ có những cái quyết định. Quyết định gì? Con đi về thành phố. Con không có ở đây với nội nữa đâu. Nội sẽ cô đơn, nội sẽ quạnh hiu. Con đi à, con sẽ về thành phố. Mẹ ơi. Đứng lại. Ba. Mày ghét. Nói nó hù. Ba mẹ. Hai. Kêu về đi ở ăn Tết mấy bữa. Về làm khó làm gì. Thì đó, sẵn rồi nội quay cho con mấy cái clip đi. Ừ thì muốn quay gì thì quay. Ê mà thôi. Có gì con quay nội sau nha. Nội có chuyện nhà hàng xóm đang cãi nhau kìa. Chuyện quá trời luôn. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại á là Tiến Dũng rất vui khi mà được gặp gỡ lại tất cả mọi người. Ngày hôm nay có một thông tin rất là hay ho. Đó chính là nhà hàng xóm đang cãi nhau và ẩu đả. Nên bây giờ chúng ta hãy ập vào nhà hàng xóm. Đi. Tỷ ơi, mày đâu vậy? Cái thằng ổn dịch. Trời ơi, tối ngày cái cũng tại bà cái wifi này hết trơn rồi. Có cái này vô cho tối ngày nó lên nó ngồi trên mạng rồi nó quay từ nó đưa lên trên. Tao giục cái wifi này mới được. Khoa ai dừng tay lại bất cứ qua hiền phụ. Anh tương ơi, wifi có tội tình chi? Wifi có tội tình gì mà anh đành dứt bỏ nó đi? Wifi có tội tình chi mà anh đành đập nó cho đành. Trời, anh không xài, anh để tôi xài chứ làm gì vậy? Trời đất ơi. Nhất ở đâu mà mặc cái bộ đồ, trời đất ơi. Cơm lê vé lồ quá trời. Trời ơi, cái bộ đồ này là quảng cáo trên mạng, nó đang hot dữ lắm. Ông mặc á, tôi nói trẻ còn mặc được. Với lại đàn bà ta mặc cái màu này. Cháu tôi nó bán rồi tôi ủng hộ nó thôi chứ có gì đâu. Anh Tư ơi. Gì? Này nói thiệt nha anh Tư, đừng đập phá cái wifi này. Anh mà đập phá wifi này coi như là gia đình tôi không ổn. Không ổn gì, từ đầu của tôi mà. Không biết đồ của anh, nhưng mà anh đừng đập để tôi xài. Xài gì? Xài ké. Gì? Ngoại đâu rồi? Mới đứng đây đâu mất tiêu rồi trời. Ở ngoài bên nhà ông Tư nè con. Qua đây Trời ơi. Mới giờ livestream mà ngoại đi đâu vậy? Mình qua đây mình livestream nặng cho nó gần với là cái wifi bắt sóng cho nó mạnh con. Khách nãy giờ người ta chờ quá trời chờ luôn á. Anh Tư. Gì? Anh rảnh không? Anh qua đây anh dịnh giùm tôi này. Bên này sáng hơn nè. Đó, ông ơi. Trời ơi, 10,000 ca đâu. Yeah. Mọi người đi ngoài. Ông chào các cháu. Ông chào cả nhà. Yeah. Yeah.
Ông đừng có nói lớn. Dạ, mọi người ơi, ngày hôm nay thì cũng như mọi thường ha, ông cháu tôi sẽ bắn đồ cho đây, đây 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 là một cái mẫu duy nhất lên đồ cho ông nha. Không thấy con ơi, trời ơi. Đồ thấy ghê, thấy sợ luôn, bộ đồ da khè. Ông ơi, ông kỳ quá. Trời đất ơi, ông làm gì kỳ nhờ, có chút mà làm không xong. Rồi ha, đầu năm nha, đầu năm Canh Tí luôn nè, đó, mua luôn. Áo, 200.000 cái nha, mua 2 cái là tôi giảm giá còn 500.000 ha. Nhớ để số điện thoại lại nha. Trời ơi, có đồ ăn chứ sao không có. Đồ ăn bán luôn. Nè, đó. Bây giờ vừa đồ này rồi đồ ăn đây đó, để chung hết với nhau luôn. Đây là lạc xưởng làm bằng thịt heo tươi. Trời ơi, mọi người ơi, mua giùm cho em đi. Trời ơi, Tết này phải ăn lập. Cái gì vậy? Trời ơi, con quỷ gì vô duyên ghê kêu. Nói gì? Đồ ăn mà để chung với quần áo này sao ăn dơ. Con đừng có chấp nhất chi, tại vì mấy cháu nó không hiểu. Mấy cháu ơi, thường ông bà xưa có nói câu là ăn chắc mặt bền. Dạ đúng rồi, đồ ăn để với đồ đâu xa đâu. Như nhà nè, đó nhà tôi phơi đồ xong phơi luôn hả, mới lập xưởng này. Ăn ngon bao ngon. Dạ 795.000 ký chín nha. Còn mất vệ sinh lắm. Không có mất vệ sinh đâu, mà ăn giờ lập xưởng này có cái mùi của cái quần áo vô. Nó thơm. Dạ thơm lắm bao tươi. Mất vệ sinh gì trơn trời. Nó nói gì nó muốn mua cái cây gì vậy? Dạ đâu hả, cái cây mai đằng sau hả? Ủa sao thấy hay vậy? Cây bán cây mai này của nhà ông Tư. Ông ngoại tôi nói nhà ông Tư không có bán được đâu nha. Không, là nhà tôi đó mà có muốn mua bán luôn. Rồi ha, bán nhà luôn hả? Rồi mọi người ơi, để tôi đến gần cho mọi người coi ha. Lại. Nguyên cây mai luôn, bây giờ là tính theo nhánh đi ha. 200.000 hả? 200.000 một nhánh thôi. 200.000 nhánh nguyên cây chắc tỷ mấy à? Ủa vậy có 1 tỷ mấy cây à? Rồi ai mua rồi không mình giá không mua một nhánh không được, có 200.000 đó mọi người đi coi đi. Mua nguyên cây tính tròn 1.5 tỷ. Mạng xìu vậy. Trời ơi sao nó bất mãn rồi. Trời ơi ổng đập nó cái wifi rồi con ơi. Cha giả ích kỷ. Chồm sớm nãy giờ tôi nhịn nha. Quá trời quá đất rồi. Ông ăn cắp password wifi của tôi. Nhiện ông cắp. Xài tùm lum tà la. Rồi cái là tôi xài ké rồi. Ông có biết chữ ké không? Ké cỡ ké sắc ké. Ké thì cũng phải xin. Ở này không xin khi cô vậy. Ê, ăn cắp password phải không? Không ăn cắp là đừng nói vậy là bởi. Ông ăn cắp sao biết? Tôi rình. Trời đất ơi. Password là gì? Cú chim rừng ca trong nắng, im nghe wifi password đây. Trời đất ơi, tôi cố tình tôi đặt cái password cho nó dài như cái toa xe lửa mà cũng nhớ hả trời. Trời ơi siêu trí tuệ mà. Thì hàng xóm với nhau, chồng xóm với nhau cho mượn qua mượn lại, mai mốt tôi có wifi tôi cũng cho ông mượn lại. Tỷ vừa vừa không có cho gì trơn trời đó. Mấy người lên, mấy người live stream toàn là chuyện tào lao. Trời ơi, mà tôi nói làm gì mà nói gì vậy? Là ông cháu tôi là tào lao. Đúng rồi. Ông cháu mình là live stream bán hàng đàng hoàng, có cơ sở. Dạ có đúng. Nguồn gốc đàng hoàng. Chính xác. Người ta kiếm tiền mà có chân chính. Chứ đâu phải như xàm xí như ông. Ê, xàm xí cái gì? Xàm xí cái gì? Không, không có xàm xí à. Tôi làm clip tôi đưa lên YouTube á, là khán giả vô coi khen tôi không nha ông nội. Ê, người ta khen ông nội nhiều lắm nha con, đúng không? Dạ không ông nội. Dạ không ông nội. Ôi người ta chửi. Đại cao, con nói vậy mà mày không hiểu hả mày? Nhà người ta đang nghĩa là có chuyện là buồn đau gây lộn. Tự nhiên khi không giác máy qua quay rồi nghĩa là đổ dầu vô lửa cho người ta gây lộn như là rắn cho cộng đồng mạng ngọt coi cho cười chơi. Kể làm chuyện xàm xí. Đó là ta đưa tin tức thời sự. Còn ông cháu ông mới là cái đồ tào lao. Ra tôi nói cho ông biết nha. Gì đây? Ông muốn nói gì ông nói tôi nha. Ông không được đụng tới cháu tôi nha. Còn cháu ông đó, cháu ông là làm cái chuyện xàm xí. Ê, đừng đụng tới cháu tôi nha. Nể tình ông á là chồng sớm xác nhắc nhà tôi. Chứ là tôi ông thử mà ông dọn nhà xuống dưới coi. Tôi thiệt với ông cách xa rồi một sải đi. Tôi xin chào lồi. Tất cả mọi người, xin chào tất cả lồi. Mọi người đã đến với kênh YouTube của Tí Chuột. Dạ mọi người. Mọi người vậy quay phim gì chẳng gọi. Hai ông này mà đáp lại là chỉ có cãi lộn đánh lộn thôi à. Nè, được, tôi chơi tới bến với ông luôn. Đây, cởi đồ ra rồi, chuẩn bị đánh lộn rồi các bạn ơi, chuẩn bị đánh lộn. Mày đi ra. Đúng rồi. Ông đánh lộn thiệt rồi. Cởi đồ ra đi thì tôi quýnh ông. Lúc đó thì người ta nói tôi không phải là quýnh đàn bà. Chú quýnh gì? Bây giờ tôi quýnh đàn ông thiệt nè. Hồi trẻ đánh nhau 2-3 chập rồi. Bây giờ già vẫn còn đánh nhau thấy không? Vẫn bán đồ bình thường nha. Dạo quần đây vẫn thả như cũ nha. Đó nguyên một bộ của em luôn.
đó đó, đó. Ê, trời ơi ông nội, ông nội mình đang thủ thế nha các bạn ơi. Đó đó. Sẽ có kỷ niệm. Tôi viết lên giò tôi nè. Trời ơi, cái gì vậy? Sao ông làm gì vậy? Trời ơi, tự nhiên đưa cái ống quyển ra khoe. Cái ống như cái ống tre vậy cho nội. Để tôi. Cái lộn cái lộn tiếp. Còn đỡ tiếp. Hơn ông. Đỡ tôi sao? Trời ơi, viết cây chuối. Cây chuối mà cũng viết được nữa. Vài bữa trời mưa nó trôi hết, không còn kỷ niệm gì trơn rồi. Cái lộn hoài à. Nè Lan Dũng. Là sao lâu ngày không gặp lại hai anh cũng vẫn cứ cãi lộn như chó với mèo á. Trời ơi Lan ơi. Ngoài cho anh hỏi với, đây là cái người mà khiến cho hai ông đánh lộn nhau hoài luôn hả? It's me. Dạ. Chào bà. Trời ơi, ta ơi. Ê, vô duyên. Làm gì vô duyên? Ngày hôm nay là em cùng với mấy bà bạn đi chùa hành hương qua cái khu này. Được chùa hả? Dạ, rồi được duyên em ghé vô đây thăm hai anh luôn. À. Thôi bây giờ để tôi hỏi ha, thăm cháu coi đây là cháu ai? Đây là cháu anh. Này anh. Cháu anh. Đẹp gái không? Nãy giờ nhìn là biết rồi. YouTuber đúng không? Dạ đúng. Không biết có hay. Coi clip up lên mạng lắm. Dạ, nick trên YouTuber của con là Tiết chuột official. Mày men lì lên. Dạ thưa cô, nick trên YouTube của con là Tiết chuột. Đó, ý tưởng. Con nít của nhỏ này. Con giới thiệu nickname cho bà nghe con. Con chuyên bán hàng online trên mạng. Mày. Bây giờ là hai cái này YouTuber là chuyên livestream bán đồ online đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, bà rành công nghệ vậy luôn hả bà? Trời, bởi vì bà cũng có cháu mà bằng tuổi tụi con đó. Là nó chỉ bà riết bà cũng biết chút chứ. Trời ơi. Cháu có cháu hả? Cháu của em ở đâu? Cháu em ngại quá. Thật sự là anh hỏi thì em mới nói thôi chứ không phải là khoe fan gì. Thật ra cháu em là bà kiều. Hả? Bà kiều. Ông nghe không? Dịch kiều chiều. Không phải anh ơi. Hả? Dịch kiều nước ngoài á, người nước ngoài. Dịch kiều. Nó ở bển Mỹ. Nó làm nghề gì, làm gì em? Ôi hay anh lại tạo điều kiện cho em khoe fan nữa rồi. Em không có thích cái tính khoe fan. Em nói đi em. Đó, khoe fan là rất là xấu. Đó, mình không nên phê phan làm gì. Sao ổng anh không ấy anh ơi, em rối loạn tiền đình mà anh đẩy hoài vậy. Thôi để em kể chuyện về cháu em đi. Rồi hai anh thì sao nhau thiệt á. Rồi bây giờ em kể nha. Cháu em là ở bên Mỹ đó. Rồi cháu em hiện tại bây giờ rất là nổi tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nghệ sĩ. Trời ơi, làm nghệ sĩ con ơi, làm chưa đâu bà. Nghệ sĩ mà về cái lĩnh vực gọi là rapper. Ôi, hèn gì mà hồi nãy bà vô mà rap. Hồi nãy con thấy bà vô là con biết bà là kiểu chất chơi rồi. Ủa, cái mục đích mà bà đội cái nón này là để bà lộn cổ đúng không bà? Trời ơi,
Thôi, che đầu, bà làm được. Bà làm liền cho coi. À, vậy là em nhảy rap đường phố hả? Dạ đúng rồi, em là thể loại nhạc đường phố. Hay quá vậy. Trời ơi. Music, music. Yeah. Hay quá à, ông ơi. Trời ơi. Chỉ ta lên trời nè. Chỉ ta lên trời. Chỉ ta xuống đất nè. Chỉ ta xuống đất. Chỉ ta lên trời nè. Che đầu đi em. Yeah yeah, come on. Yeah yeah, come on baby, yeah yeah. Ôi trời 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 trời. Ôi trời 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 trời. Con ngồi cái nách quá ông nội từ ơi. Từ em đừng có chổng quá em. Em chổng đầu rồi đó, em quay nè. Đâu có, em chổng rồi đó. Em đang chổng nè. Không, giúp giúp bà, giúp bà. Trời đất ơi, là trời đó, bà em thấy không? Sao không bà? Em thấy không? Trời ơi, chả nói chả thương em, chả thương đâu. Trời ơi, quá. Cái não em nó văng đâu rồi, kiếm cái não. Còn yên nguyên, còn yên nguyên em ơi. Còn yên nguyên. Bà đừng nói chuyện với mấy ông nữa, nhức đầu lắm. Đi qua nói chuyện bàn công việc business với tụi con đi. Ôi ơi, từ từ đi bà, đây bà vô sao mà sao tụi này. Trời ơi, bà gọi là nó gọi là nó hiếu khách dữ vậy. Từ từ đi bà ơi, bà kiếm tiền tới nơi rồi bà. Rồi bà ơi, đang ngồi bàn với nhau một cái xíu nè. Vô đi. Dạ thưa bà, thế những gì mà con biết về cháu của bà? Cháu đứa con hả? Con đứa một. Được. Là một người vô cùng nổi tiếng, nên con muốn gửi một lời đề nghị đến bà. Bà có thể nhờ cháu của bà hỗ trợ cho phần livestream cũng như là video clip của con và Mai được không bà? Lan, Lan xuất hiện rồi, Lan giúp đỡ cho cháu anh. Giúp cho cháu anh nè. Giúp cháu anh. Giúp cháu anh nè. Giúp cháu anh nha. Đơn giản thôi ạ. Giúp cháu anh nha. Dạ. Không ai, không ai tặng. Hả? Gì? Không, tôi cúng mà. Cúng gì cha nội, tôi thấy đây tôi tặng thôi. Trời ơi, đồ trong nhà tôi nha. Đồ nhà gì? Đồ nhà qua ông bỏ rồi tôi lụm. Bây giờ vậy, trước tiên á, mình muốn nổi tiếng ở trên YouTube là mình phải làm một cái clip hot vậy là hot hả em? Làm sao mà người ta thấy cái clip là người ta nhào vô coi, thu hút thu hút bằng cách là phải đẩy tôi vô cái clip hả? Phải có tôi xuất hiện là cái clip đó nó hot lên liền. Ví dụ rồi, ví dụ sao? Giống như là bây giờ nồi bánh chưng này đang hot. Dạ. Tôi nhào vô nồi bánh chưng tôi hot, cháu tụi nó thấy tụi hot vậy nó nhào vô là hai đứa này hot luôn. Oh. Hay không, hay không? Hay không, hay không? Tụi con cũng có cách. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại á hả, là hả ông nội của tôi với lại những người bạn đồng trang lứa tuổi hơn 60 tuổi rồi mà vẫn còn sống nhăn răng, đang ngồi trên một chiếc thuyền giấy 6 đến 8 tiếng. Ha. Đó. Mà nó không chìm á là mình chiến thắng. Dạ. Yeah. Trời ơi. Mọi người ơi, bây giờ cả ba người này đang ngồi trên một cái dòng nước sâu 35 m. Em coi, ngày hôm nay mọi người có sống sót qua khỏi cái bồn nước này không? Không. Mà chúng tôi đang lên đến trên một dòng nước chảy. Ngồi trên chiếc xuồng bằng giấy mà lòng tôi nghe vô cùng hạnh phúc, vì từ đây tôi và Lan sẽ được cận kề nhau, dù có phải đi trăm bao nhiêu là cay đắng, nhưng lòng tôi vẫn mong sao hai đứa tôi được mãi mãi ở bên hai gì cha nội hát hoài hát dài. Hai ông có thấy lạnh không? Thấy. Hey. Yeah yeah, come on, yeah yeah. Tinh 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 tang. À yeah. Hai con khỉ già trên một chiếc thuyền nan. Yeah. Hai ông có thấy lạnh không? Thấy. Hai ông có thấy ước mong? Ước. Có phải thuyền này đang lủng rồi không? Phải. Nó đang lủng rồi. Nó đang lủng rồi. Nó đang lủng rồi.
cục wifi dưới sông rồi. Lấy gì ông cháu mình live stream nữa con? Live stream bán hàng tầm bậy rất là vừa. Hồi nãy con quay được cái clip hay thì là hay luôn, mà bây giờ không có wifi để đăng lên YouTube con đang buồn nè. Thôi à, đừng có đăng lên ba cái chuyện bậy bạ đó nữa à. Tôi thấy tôi hối hận quá trời rồi. Người ta đang bán hàng được quá trời, bây giờ ngắt wifi rồi làm sao mà bán được đây? Gì em? Đâu vậy? Lan ơi. Gì vậy Lan? Làm vậy? Oh yeah. Ờ sướng hả? Lạnh luôn. Trời ơi lạnh mà oh yeah gì. Thôi bây giờ đi vô. Đi vô phòng. Bậy quá. Cha làm gì cha đưa Lan vô phòng cho nội. Vô phòng không có gió cho nó ấm. Ờ. Đúng rồi. Em ơi. À. Em lạnh lắm rồi, em vô trọng em khuất gió để ăn Lan nữa, em trúng gió em mệt bệnh nữa. Đi. Rồi. Gần nhà tôi để tôi đưa đi, đi lẹ lên em. Ra. Quần áo tôi ướt hết rồi. Vô sao đâu mà lấy quần áo anh mặc. Trời vậy hả? Trời ơi. Đi vô đưa vô. Là trời ơi, đồ nghiệp. Dạ bà ơi, con thấy bà. Chết rồi. Trời ơi, cái chân bà quéo. Sao mà giật dữ vậy? Từ từ thôi. Thấy chưa? Đi đè lỗ mấy người đó nghĩ sao mà bày ra cái trò gì đâu mà có nghe lời tôi vậy. Trời ơi, ông tôi bị vậy nè rồi. Nè cái ông Tư. Ông làm gì làm nha. Dĩa mất gừng của tôi đó. Xin chào cả nhà. À, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là nhân viên giao hàng của GHC. À, đó thì hôm nay tôi giao hàng cho một bạn tên Ngạn nhà kế bên. Ngạn là ông ngoại tôi á. Ở đây hả? Có khi còn phải gọi tôi bằng chị nữa. Gặp bạn bạn hả? Mai. Mai không có quýnh mai con. Trời ơi. Người ta không biết thì những cái gì nói. Đúng rồi. Ổn quá à. Có gì đâu. Không biết đâu. Chú em. Dạ chào chú. Kim Ngạn phải không? Dạ. Có gì không? Dạ tại con biết, con tưởng mấy thằng trẻ trâu đặt hàng online trên mạng. Ai ngờ đâu. Rồi kêu thằng nữa. Ui quýnh chết rồi. Trời ơi Mai, kệ đi. Nó trẻ trâu hơn mấy cái thằng mà nó đang nghĩ là trẻ trâu mà. Ê, chú em. Dạ. Nay giao hàng gì vậy? Dạ thì tháng trước chú có đặt hàng bên trên app con. Thì bây giờ con gửi hàng cho chú. Trời Phật ơi, tôi đặt hồi tháng trước, bây giờ tháng này mới giao hả? Có gì đâu, thắc mắc chú. Thì đó là phương châm với lại chiến lược của bên công ty con mà. Công ty GHC. GHC là gì? Giao hàng chậm. Trời đất ơi, ủa giao hàng chậm chứ không phải gọi không có hả? Có đâu, giao hàng chậm. Trời ơi, thua. Nếu mà giao hàng chậm vậy sao mở ra công ty chi? Công ty nghe mất uy tín quá à. Nó có lý do hết. Ờ à. Ha, đó là chiến lược của công ty tôi. Giống như là bây giờ mình đói, mình ăn nó sẽ ngon hơn đúng không? Thì bây giờ mình giao hàng chậm thì nó sẽ vui hơn đúng không? Vui chỗ nào? Giống như là lâu quá giao hàng mà người ta không lấy cũng vui lắm không? Ê, kỳ nha, Tết nha, vui vẻ không quạo nha. Quạo lớn gì? Mà chơi kỳ nha. Trời, nó có đặt hồi tháng trước, hồi tháng này nó mới đem lợi. Giật giá giờ càng ngày nó càng tuột dốc. Trời ơi, trước đặt nhiều giờ rồi mới đem lợi, tôi mua cái khác rồi. Giờ con hỏi chú nha, giờ trên thế giới nè, có đua xe đạp nhanh thắng, đúng không? Thì nó cũng đua xe đạp chậm thắng, đúng không? Thì bây giờ con giao hàng chậm mà chắc, đúng không? Thằng này nó xui, nó ngược gì nghe cũng có lý chứ sao. Được rồi, vậy để cho ông lấy chưa? Dạ. Bạn này giao hàng mà sao vẽ cái chân mày mà quá trời. Có biết gì đâu. Đừng có nói người ta vẽ, người ta đi xăm đó. Người ta đi xăm chân mày tướng đó. Có đâu. Mày với bà, ta mệt quá. Hàng này đưa tiền đi rồi về. Là tổng cộng là 1.830.000 đó phải không? Tiền của anh ta cũng mới trả tiền hàng cho con Mai à. Nhận tiền có sung sướng gì đâu. Khổ thì muốn chết luôn. Má đâu không rồi. Đồ khô rồi nha không? Ủa ông nội? Sao vậy ông nội? Thì ông nội hy sinh cho Lan, ông nội mặc cái áo ông nội. Ông nội đánh ông nội này nè Mai. Coi nghe ông nội. Trời ơi là trời. Tôi đánh cái kịch, tôi cản tôi nó không vừa mà ráng nông vô cho bằng được liền cái mùi tôi hay. Trời ơi. Sao em có cái áo khô em mặc là được rồi, hiểu không? Ủa, giao hàng đâu thối tiền nhông chưa? Ủa, đâu rồi? Tôi đưa tiền nó chưa thối rồi. Ê, nó kìa. Ê, trời đất ơi, lừa đảo, lừa đảo. Ê, nè. Cái đầu mày để đậu nót sao mày đậu bỏ ra mày? Mày đứng cho tao, nãy giờ tao để ý mày rồi nha. Mày là cái quân lừa đảo, cái quân ăn cắp ha. Mày lừa tiền ông của tao ha. Mày muốn cái gì ha? Tao kêu chính quyền tới cộng đồng gông cổ mày kia chưa hả mày? Đừng, hả mày? Đừng mà đừng. Đừng hả mày? Đừng. Mày làm tao mạnh là rách cái áo này là tao đền mày nha mày. Hả không?
nổi. Trời ơi. Trời ơi, Lan. Gì vậy Lan? Ơi, gì vậy Lan? Mười năm không gặp tường tình đã cứu. Gì vậy? Bậy bạ. Phải kép Lan không? Trời ơi trời. Kép nội không có kép. Sao làm gì mà tự nhiên đứng hình vậy? Ai ngoại 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 bà. Ủa người ta gọi bằng nghệ sĩ nổi. Vậy nè, phải không? Nghệ sĩ hả? Chỗ sao ăn nói bần hèn vậy trời? Tài cháu nội tôi. Hả? Trời, trời ơi. Giao hàng mà. Nội. Mày đi đâu ra đây vậy con? Sao cháu mà? Nội, cháu nội của Lan đó hả là? Sao nó không giống Lan vậy trơn vậy? Thì giống ông nội nó. Sao mày nói với nội là mày đang ở bên nước ngoài mà bây giờ mày về đây mày giật tiền người ta vậy con? Trời ơi, nó hả? Ở nước du nô tịch. Du, con ở USA đó hả con? Cái thằng này nó làm cái gì ở đây? Trời ơi, nó là nhân viên giao hàng. Tôi đặt hàng ở GHG. Một tháng trước thằng này nó mới giao. Trời đất ơi. Mày là rapper, là nghệ sĩ nổi tiếng mà bây giờ mày giao hàng là sao con? Hả mày cho. Trời ơi. Từ nghệ sĩ rapper mà xuống thành rapper luôn á. Trời ơi đau tim quá. Trời ơi tim nó nằm ở đâu đây? Nó nằm trên. Dạ đau tim nó xong. Kìa. Trời ơi Tài ơi. Sao vậy con? Mày nói cho nội hiểu coi. Dạ nội ơi, trước giờ nói dối nội là ăn làm nước ngoài, nhưng mà thực sự là con đi làm hả, đeo đuổi đài niềm đam mê của con là làm rapper mà chưa có cơ hội nổi tiếng, thế là hả con chuyển nhẹ qua con làm shipper để kiếm chút cháo với lại hả để nội khỏi lo cho con. Trời ơi, từ rapper nghệ sĩ mà nó xuống cái èo xuống thành shipper. Thôi cái gì có bơ là được rồi, cần cái gì mà shipper, rapper. Vậy là cái tiền mà mày gửi về cho nội thuốc men cũng là cái tiền shipper hả con? Tại con muốn nội tự hào về con mà giờ chưa được cái gì hết nên con giấu nội. Đó. Giấu cái gì? Mày nghĩ mày giấu được nội sao con? Nội là nội đẻ ra thằng cha mày luôn đó. Bà nội giận mày lắm phải không? Bây giờ có gì thì mày cứ nói cho nội biết. Mắc cái gì mày giấu nội? Thôi. Nội là nội không có cấm đón gì hết trơn á. Dạ. Shipper hay là rapper gì cũng được, phải không? Miễn con vui là được. Mình sống như ý nhưng mà phải lý trí. Nội yên tâm, nội yên tâm, tin nữa con. Một ngày nào đó con sẽ làm rapper nổi tiếng để nội tự hào, lúc đó hả con đứng con rap, nội đứng nhảy đầm. Thấy thấy chào nội ta không? Nội cũng chúc mừng con. Gì vậy? Nội chúc mừng. Nội nào ở đây? Hả? Thì nói vậy cho nó gọn, hiểu không? Đây nè, thấy không? Thấy chưa, thằng cháu đích tôn của tôi, tối ngày mày giác cái mặt mày lên YouTube, mày làm clip này clip nọ, mày không có tập trung vô mày học hành, mày suy nghĩ để mày có được cái này cái kia cuộc sống, thấy không? Mày thấy người ta không? Khó khăn nhưng mà người ta vẫn ước mơ những điều cao đẹp, mày thấy chưa? Ừ, ông đừng nói nữa, tôi mới thấy là tôi đau lòng đây nè. Bà nội. Bà nội ơi. Bà nội nào? Ủa, nó phải. Tại cái nhân dạng này tự nhiên con. Con bị tao phá mày ra cho mày nhìn. Dạ, đúng rồi đó. Ông nội đi. Đúng rồi chứ tự nhiên nãy giờ cứ để vậy con cứ nhầm lẫn, con cứ nhớ bà nội á. Ừ. Nghĩ lại cuộc đời này có nhiều cái trớ trêu. À. Như cháu tôi nè. Không làm cho nó thì sợ nó buồn. Mà làm cho nó rồi nó bán online, trời ơi, cái kẻ thương người vô người ta khen ngợi, ta mua hàng giúp. Còn mà kẻ ghét đó thì nó vô nó comment, comment gì đó, nó chửi, ôi má nhìn không ra luôn. Tôi biết chứ bộ. Nhưng mà gì cháu phải làm thôi, phải không con? Nội ơi, gì thật ra con chỉ muốn quay những cái đoạn video clip đó để con lưu lại những khoảnh khắc thiệt là đẹp của con với nội. Tại vì con biết là nội cũng gần đất xa trời rồi. Mày trông tao hả mày? Gần đất xa trời rồi. Mày trông tao hả mày? Không phải. Không phải, tao thấy không phải. Cái túi tôi vậy mà nó nói tôi gần đất xa. Ba, nó tưởng ông là bị sơ gan của vương. Sơ gan của vương rồi. Nội ơi, hay giờ con ship nội về quê nha. Bậy bạ ship cái gì? Bà nội của con ở đây ăn Tết. Ở đây ăn Tết. Trời ơi, nội có giá gì hả? Bà nội mày mà. Wow. Là tôi nói thiệt. Thiệt à? Hay dữ lắm. Làm thử mới tin. Con làm một bài rap là tặng mọi người đi con.
Let's go. Ông bà thôi, vốn trong phòng ta nói cái gì cũng biết. Từ YouTube, Facebook, ông bà bật live stream xem miếng. Sắp nhỏ ta đi chợ, ôi nhà bao nhiêu việc vào kỷ nguyên. Vốn trong không nào online cần gì đâu phải. Ông bà thôi, vốn trong không ta nói cái gì cũng biết. Từ YouTube, Facebook, ông bà bật live stream xem miếng. Sắp nhỏ ta đi chợ, ôi nhà bao nhiêu việc vào kỷ nguyên. Vốn trong không nào online cần gì đâu phải. Thích là mua, thích là kêu nè, không thích là hồi nhớ. Thích là đặt nè, là mua, thích là kêu na, không thích là hồi nhớ. Thích là đặt nè, thích là mua, thích là kêu na, không thích là bơm 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 cái. Oh no, công nghệ không có hại, chỉ là dùng sai. Sáng và tối đi đâu chỉ biết hỏi wifi. Tết vừa đến bao việc mà không quan tâm ai. Chẳng phụ giúp nhìn lại ôi mình là thiệt sai. Let's go. Vui Tết truyền thống, Tết 4.0. 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 Mấy người nói cái gì đi chứ? Trong một cái buổi họp quan trọng như vậy, mấy người không phát biểu, không nói cái gì hết, sử dụng nguyên tắc im lặng là vàng là sao? Hả? Tôi yêu cầu mấy người phải phát biểu, phải nói cái gì đi. Tôi bắt buộc mấy người phải nói cái gì đi. Phải nói cái gì đó đi. Chỉ có mình cậu là đủ dũng cảm, dũng khí để mà phát biểu. Nói đi. Dạ thưa anh, em thấy tình hình công ty mình cuộc họp này khá là căng thẳng. Và để cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần cũng như thể chất, em đề nghị ở đây ai có đi vệ sinh thì tranh thủ đi, mình vào họp tiếp nè. Đi. Nín hết, nín hết. Ngồi xuống đây. Ngồi đây hết. Công ty của mình là công ty gì? Dạ công ty... Công ty âm nhạc. Dạ dạ. International Superstar Soccer đến lạc. Tôi theo học lâu lắm mà cái tên, riêng cái tên công ty không bao giờ tôi đọc được. Đúng rồi. Một cái công ty, cái tiếng gọi rất là oách như vậy, mà cả năm vừa rồi không làm ăn được gì hết, không đầu tư vô cái sản phẩm MV nào ra hồn hết là sao? Hả? Trời ơi, đào tạo ca sĩ thì không có một ca sĩ nào để mà thành danh hết. Hợp tác, đầu tư, làm sản phẩm với người ta thì chớt quớt tào lao không? Các cậu giải thích đi. Các cậu giải thích đi. Tôi tuyển các cậu là những nhân tài, những nhân tài. Tôi tuyển cậu ở đâu? Tôi tuyển cậu ở đâu về đây? Cậu nói đi. Dạ thật sự thì em chưa thấy công ty giải trí nào mà có cái bộ phận coi bói với là chiêm tinh nữa anh dạ. Em không biết nhiệm vụ về đây em làm cái gì luôn á anh. Cậu nhìn tôi nè. Lúc trước là cái nghề trước khi cậu vô công ty này là nghề coi bói. Dạ. Nhưng bây giờ cậu về, tôi đã cho cậu cái chức vụ một nhà phong thủy học. Trời ơi. Để mà coi phong thủy cho công ty. Trời ơi. Cậu phải có trách nhiệm như vậy chứ. Dạ, em đội ơn anh. Qua cái miệng của anh, cái nghề của em nó sang hẳn luôn á anh. Dạ. Em nói thiệt cảm ơn anh nhiều. Dạ. Em biết anh kỳ vọng vào em, nhưng mà thật sự là em đã làm hết sức rồi anh à. Chẳng qua là có nhiều cái em không có sắp xếp được. Cậu nhìn tôi cái gì? Cậu đưa hai con mắt nai, cậu nhìn tôi cái gì? Tôi tuyển cậu từ đâu? Cậu đi ra đây. Tôi đang nói chuyện với tôi. Cậu đi ra nói chuyện với tôi. Quá đáng lắm luôn rồi đó. Thôi. Quá đáng lắm rồi anh Hứa. Thôi. Anh không nhớ à? Ngày xưa tôi bỏ tất cả những danh vọng tôi để tôi theo anh, tôi phục vụ cho anh. Bây giờ nói tôi làm không được việc là sao? Cậu bỏ tất cả danh vọng gì? Hả? Ngày xưa tôi đường đường là một nhà nghiên cứu thị trường cám heo. Mà bây giờ tôi phải bỏ tất cả để tôi về tôi nghiên cứu thị trường âm nhạc cho anh. Bây giờ trách tôi trách làm sao? Mỗi lần mà nói cái nghề của mày tao mắc cười tôi nhìn không được luôn. Nghiên cứu cắm heo ông nội ơi. Đang căng thẳng mọi người vui vẻ cái gì? Cậu nhìn tôi cái gì? Cậu nhìn tôi cái gì? Còn cậu một năm qua cậu làm gì được công ty? Làm gì được cho công ty một năm qua? Dạ không làm được gì hết. Cậu giỡn mặt với tôi hả? Một năm qua tại sao cậu không làm gì được cho công ty là sao? Một năm không làm gì được công ty là sao? Hả? Em mới vô ngày hôm qua mà.
mới vô. Mới vô mà anh. Đúng rồi. Mới tiễn hôm qua luôn á. Trời. Ây, hôm qua sao tôi tiễn cậu vô vậy? Ai biết đâu, hôm qua em đang ngồi nhậu cái tự nhiên anh hỏi vô không, em kêu vô cái vô luôn. Mà đang ngồi nhậu kêu vô cái vô luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mà hôm qua cậu phải có tài năng gì mà tôi mới tiễn vô chứ. À đúng rồi, đúng rồi. Cho bằng nhậu rồi tôi ứ cậu nhất. Cậu phát ngôn những câu đó là sốc. Những câu đó là sốc. Tôi mới ứ cậu, tôi nghĩ cậu một cái tài năng sẽ có những cái phát ngôn thật là sốc để mà đưa về công ty, để mà đẩy những cái phát ngôn đó sốc đó vô trên cái mạng, vô cái trang bay của công ty mình, vô cái trang bay international super soi sốc rồi đi lắc của mình để mà đẩy lượt view lên. Bây giờ cậu nói một câu gì thật sốc tôi nghe coi. Đăng liền luôn. Công ty này sắp giải tán. Sốc. Đúng sốc luôn. Sốc lắm. À đúng rồi. Tôi tin tưởng tài năng của cậu. Cậu đó, giải thích đi. Tại sao năm qua mình thất bại? Hả? Dạ thật sự năm qua mình thất bại là do những yếu tố khách quan cũng như chủ quan anh ạ. Mình khách do quan, là mình không để ý thôi mà em đã đề xuất với công ty rồi mà do công ty không chú ý vào những cái lời nói của em. Cậu đề xuất cái lời nói của em thì bây giờ chịu hậu quả là cái công ty mình phải chịu thôi anh. Cậu đề xuất cái gì cậu ra đây phát biểu với tôi. Dạ thưa anh, là năm ngoái có phải là em đã nói với anh là công ty mình đang bị sao quả tài chiếu không? Đúng không? Có. Em nói là sao? Em đã dặn mọi người, em dặn ekip là đừng bao giờ nhận hợp đồng biểu diễn ở những cái chỗ khác. Mình chỉ diễn ở nhà hàng Thủy Tà thôi. Đó, bây giờ nhận show mấy chỗ khác là diễn bể show. Rồi bây giờ mất uy tín là do nhà công ty, đâu phải là do em đâu. Cái đó là quá khứ rồi, bây giờ tương lai là như thế nào? Dạ thì bây giờ mình là nguyên nhân cái hậu quả đã xảy ra thì mình phải tìm cách khắc phục thôi. Đúng năm vậy. Mới, cái mục dạ. Tiêu năm mới. Thật sự thì mình đã trải qua cái hạn lớn nhất rồi. Năm sau công ty của mình á, 11 tháng đầu năm các bạn phải tập trung nha. Đúng rồi. 11 tháng đầu năm phải là tập chúng trung ta chứ. Sẽ nghỉ. Tới khoảng cuối năm mình mới làm được 10 ngày cuối năm anh. Cậu bị điên hả? Cậu đi vừa cái năm mới, tự nhiên năm mới vô ăn Tết, chúc Tết xong bắt đầu nghỉ 11 tháng, cuối cùng làm 10 ngày cuối năm là sao? Còn show cậu gì nữa? Còn làm gì nữa? Dạ. Còn gì cái công ty International Super Soi Sắc còn dính lắc của tôi. Hả? Cậu lại đưa mắt nai cậu nhìn tôi nữa hả? Đi ra nói chuyện với tôi. Tới đây tôi thật này. Quá thằng này là bảo đảm yên tâm. Nó nhiều cái hay lắm. Bước đi. Kế hoạch tương lai của mình là như thế nào? Kế hoạch năm nay là mình phải phát triển, mình làm những MV và mình sẽ xin nhà tài trợ, rồi mình kết hợp sản xuất sản phẩm để mình bán ra thị trường. Mình ăn nhiều đậu vậy mới được. Cậu hãy thí dụ coi. Thí dụ như là mình ra cái MV là Em Gái Mưa. Em Gái Mưa. Thì mình sản xuất áo mưa mình bán. Em Gái Mưa thì sản xuất áo mưa bán. Đúng rồi. Rồi sao? Đó, rồi ra cái bài mới cho nó hit như là Lòng Em Nguyện Trao Cho Anh. Đó. Lòng em bài mới viết hả? Đó, đó. Thì mặt hàng nào sẽ tài trợ cho mình? Cháu Lòng. Cái kia là cái tầng lớp học sinh, Em Gái Mưa tầng lớp học sinh. Còn cái tầng lớp mà Cháu Lòng á là mình đánh vô cái tầng lớp bình dân xíu. Đó, còn muốn thượng lưu không? Thượng lưu là Cô Ba Sài Gòn. Tôi thấy cái này hay. Đó. Phải những cái mẫu thời trang như vậy. Cô Ba Sài Gòn là coi như là những cái nhãn hàng thời trang áo dài cổ xưa sẽ là tài trợ cho mình để mình quay cái MV đó đúng không? Đâu ra? Đúng sao? Bánh ú. Ủa sao bánh ú kỳ vậy? Tức là có bà cô Ba ở Sài Gòn á, bà bán bánh ú. Bây giờ mình hát cái bài đó tưởng đâu là hát dành về cho bà. Bà mừng á, bà tài trợ bánh ú, sẵn mình bia cho bà, mình sản xuất bánh ú bán luôn. Đẳng cấp. Kế hoạch đã quá đẳng cấp. Hay hay. Rồi tôi sẽ note lại để mà nhưng mà tôi nói trước là phải làm đầu năm chứ không đợi cuối năm nha. Rồi rồi rồi. Đây. Mới. Đây. Hay quá. Bắt đầu khai thác anh luôn nè. Ủa hồi hết. Năm mới thì tất nhiên cái trang mạng của mình phải có một câu slogan thật sốc, thật mới để đẩy lên chúc mừng năm mới với tất cả các khán giả và thật sốc để khán giả chú ý vô mình. Một cái câu gì đó để ngày mai tôi đăng liền coi. Cũng giải tán à. Không thoát được đâu, anh nghĩ không thoát được. Cái câu mình ghi là gì? Cũng giải tán à hả? À công ty này cũng giải tán à. Sao tao sốc thằng này quá mày? Điểm ý sốc, anh sốc là được rồi. Anh sốc là mọi người sốc. Kế hoạch. Bây giờ mình lắc xe ca sĩ. Bây giờ mình chuyển đi. Từ từ mà bây giờ chuyển chứ. Với anh á, mình muốn làm kế hoạch gì, mình muốn làm cái gì thì mình phải có bột mới gộp được hồ. Đúng không? Bây giờ mình phải tuyển được những người mà đúng rồi. Để kế hoạch đi, mình đặt kỳ vọng vô. Những bài hát, những cái gì câu slogan đó thì tạm vậy đi. Bây giờ phải có ca sĩ để mình lắc. Tôi là tôi không có bột, nhưng mà tôi có cám. Cám hả? Đây nè. Vậy là nói vậy là anh đã tìm được một vài ứng cử viên hả? Đây nè, tôi đã tìm được 3 ứng cử viên.
Giờ tôi đã liên hệ ngày hôm nay tới đây phỏng vấn. Được thì mình chuyển mình lăn xem. Đây là người đầu tiên. Anh ta chuyên hát nhạc về tình yêu, lụy tình, đau thương. Và theo như em thấy nhà giám đốc, đây là một ứng cử viên cực kỳ sáng giá và đầy tiềm năng. Mình có thể phát triển rất tốt luôn giám đốc ơi, như một tờ giấy trắng. Rất là tuyệt vời nha giám đốc. À, một câu slogan liền, một câu slogan ca sĩ này. Yêu là không được yếu, mà yếu thì không được xìu. Yeah. Ở đây, đi. Sao mày nó chốc bậy ta? Em chốc mà. Không đâu, bây giờ mình đưa cho giám đốc coi đi, giám đốc duyệt đi. Kêu qua gặp ký hợp đồng liền. Thấy hợp lệ vừa hát được là. Ca sĩ này là xin phép là tối nay mới tới gặp mình. Tại bây giờ là bận học để trau dồi thêm kiến thức. Đang học nhạc viện hả? Đang học nhạc viện hả? Bây giờ tranh thủ đi ký hợp đồng với ta liền, chứ để mà vừa ra trường cái công ty khác ký là chết à? Không, đợi ra trường chắc lâu lắm. Tại sao nữa? Mới học lớp lá à, 4 tuổi. Ổn không? Dẹp ngay ca sĩ này nè coi. Tại sao vậy? Các cậu nghĩ làm sao vậy? Một đứa bé học lớp lá mà hát những nhạc yêu đương là sao? Hả? Không phù hợp lứa tuổi. Tìm một cái tiềm năng khác cho tôi liền. Rồi. Chờ một xíu. Đây, ứng viên số 2. Đây, ca sĩ này là không còn đường nào chơi nữa. Chuyên hát nhạc sôi động, nhạc rap rồi, nhưng mà được cái vũ đạo tốt nữa. Đây, anh coi đi. Dạ, theo như em thấy thì ca sĩ này cũng là đầy tiềm năng như giám đốc. Công ty mình có thể lăn xê được, nhưng mà cái hoạt động nghệ thuật của người này em nghĩ là kéo dài tuổi thọ chừng khoảng 5.5 đến 2 năm là cùng. Anh nói giỡn hoài. Thiệt, tôi nhìn nè. Ca sĩ hát nhạc trẻ như vậy, tại sao tuổi thọ ít quá vậy? Anh bậy quá rồi, tại sao tuổi thọ 5 năm? Anh này mới 87 tuổi rồi, ít ra tuổi thọ cái tuổi nghề anh cũng thêm 10 năm nữa. Đúng rồi, sinh năm 87 là hiện giờ bây giờ có bao nhiêu đâu. Vừa đẹp tuổi. Không, 97 tuổi. 87. Ủa 87. 87 tuổi. Trực tiếp. Xin lỗi anh chị già. Xin lỗi, anh chỉ là ông già 87 tuổi nhưng mà thích nhảy, bước qua vô chợ rẫy. Sốc. Sốc thằng này hoài vậy ta. Bây giờ có chịu không, đang chốt rồi. Coi cái danh sách cái bây giờ là thấy cũng ổn mà, rất sung nè, phải nhảy phải có những cái cơ bắp vậy mà nhảy. Rồi có ghi chú kìa. Bụng 6 muối. Bụng. Ê không phải. Bụng 6 mũi. Ở đó mổ luộc thừa có câu 6 mũi. Cái bụng câu 6 mũi. Bây giờ chốt được không em? Gọi liền cho ca sĩ này cho tôi. Phải máu lửa như vậy. Alo. Ủa chú Bảy, mình có cái hẹn phỏng vấn ngày hôm nay chú Bảy ơi. Sao? Chú đang chụp hình hả? Hay, kêu qua liền coi chừng chụp hình công ty khác dớt. Không được, kêu qua liền. Công ty đang cần. Tôi thí dụ như mà ráng chụp hình xong rồi mình ráng mình tranh thủ mình sắp xếp qua liền đúng không chú Bảy? Sao? Qua thì được mà dây nhỡ hơi lòng thòng tí xíu hả? Trời ơi, cái gì vậy? Là sao? Ổng nhảy sung quá mà xương khớm yếu, lỡ gãy xương giờ vô chụp hình xương. Giờ ngồi xe lăn mà đi tới đây là dây lòng thòng nước biển lên hỏi tới được không? Không ổn luôn rồi. Trời ơi, nhảy làm sao mà bây giờ bị vậy? Bây giờ vô là chưa kịp hát là mình phải nuôi ổng nữa. Bây giờ công ty vậy là chết. Bây giờ không được ơi, rồi. Mấy người này sao mà được? Thì bây giờ là còn người cuối nè. Ê, đang gọi tới luôn nè. Thôi anh nghe luôn đi. Gọi trực tiếp mình luôn hả? Gọi rồi đó. Anh nghe luôn. Alo. Chà, được có gì? Alo. Cậu đang ở đâu? Đâu, cửa công ty nè. Chờ từ 3 giờ sáng tới giờ rồi. Trời, cậu đứng từ ngoài công ty 3 sáng tới giờ hả? Ồ, tôi giận anh lắm nha. Làm gì giận tôi? 2 sáng tôi gọi anh không bắt máy. 2 sáng anh gọi tôi chi? Tôi gọi tôi chúc anh ngủ ngon mà sao anh không bắt máy, kỳ cục. Trời ơi, không cách lạ vậy. Thôi được rồi, tôi nói bảo vệ cho vô liền. Rồi. Gặp trực tiếp, gặp thẳng mặt luôn. Đó. Phải vậy. Ê! Ê, tới. Tới. Cha. Phép tôi hỏi ở đây ai là người đứng đầu vậy? Cá tính lắm. Câu hỏi gì?
Cho phép tôi hỏi, ở đây ai là người đứng đầu? Cậu đoán đi. Cho phép tôi hỏi lại lần nữa, ở đây ai là người đứng đầu vậy? Ở đây bốn cái mặt không có ai có cái mặt gọi là có tiềm năng làm giám đốc hết. À, tôi sẽ gợi ý nhẹ cho cậu. 1, 2, 3. Ba gương mặt này không phải là người đứng đầu. Cậu đoán đi, ở đây ai là người đứng đầu? Tới vậy rồi là tất nhiên đoán được rồi. Gợi ý nhẹ gì trời. Rồi luôn. Thôi, tôi được rồi. Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá mọi người. Bây giờ tụi mình ngồi xuống đây, tụi mình chờ người đứng đầu vô nha. Chờ giám đốc vô, anh đi ra sắp xếp một hồi nữa. Giám đốc vô kêu tôi liền, nghe chưa? Ông em mày giới thiệu luôn giùm tao đi chứ, nhìn mặt ông sượng lắm rồi đó. Thôi vậy vậy. Một gợi ý nữa. Anh sẽ nhờ quyền trợ giúp là nhờ ba người này chỉ thẳng mặt người đứng đầu ở đây. Chỉ thẳng mặt cho biết ai ổn định. Đứng đầu. Các bạn cho tôi hỏi, ở đây ai là người đứng đầu? Không thiệt, nói thiệt chứ cận lắm, nhìn xa không có được. Đây nè ba. Đâu đâu, chỉ lại lần nữa. Nè. Nè. Không thiệt, cận thiệt á, chứ không có giỡn đâu, thiệt, cận thiệt. Anh ơi, không mấy em chơi thiệt. Dễ sợ rồi. Nó nhây ghê luôn á. Chị thẳng mặt đi, chị thẳng mặt đi. Người đứng đầu ở đây nè ba. Trời ơi, nó bắt đầu tôi luôn. Nè, đây nè. Thấy chưa, em nó dính đầu tôi quá trời không. Đuôi lên. Mà làm gì mà nói chuyện đâu bệnh mũi hả? Xoảng. Cái gì? Tôi lúc đầu tôi ngờ ngợ rồi. Tôi ngờ ngợ anh là người đứng đầu rồi. Nhưng mà tại vì tôi hồi hộp quá. Tôi quán luôn. Bên ca sĩ đúng không? Bên phía ca sĩ. Gặp ở đâu? Dạ, đây em. Thôi, trời gì nữa nào. À, đầu tiên để em coi phong thủy của người này có hợp với công ty của mình không anh? Tốt. Anh tôi gà đúng không? Dạ, tôi giàu. Là tôi gà đó ba. Dạ. Tốt. Cái màu rất tốt nha anh. Cái màu này ok nha anh. Dạ, dáng thì cũng chuẩn, nhưng có nở hầu nữa anh. Vô công ty mình sẽ làm ăn phát đạt lắm đó anh à. Ok, em việc về ước số ngoại hình là ok rồi đó. Thấy ổn không cậu? Em thấy ok, nhưng mà bây giờ không biết là mình check cái giọng hát đi anh. Coi giọng à, hát làm liền thế đúng nào không? Chứ. Hát đi chàng trai. Này mùa đông ơi xin hãy làm quên. Ôi hay quá. Mình có lời rồi. Hay quá. Trời ơi. Được. Sang năm công ty mình lên liền, rồi. Liền, sang năm mình liền. Chốt chưa? Chốt để tôi gọi, tôi biết gọi ca sĩ tôi ra. Gì vậy? Chốt chưa? Tôi biết tôi gọi ca sĩ tôi ra. Anh là ca sĩ đó. Ca sĩ là thôi giỡn ngoài đâu, tôi ngại lắm á, mặc đồ vậy sao tôi dám lên đứng hát với người ta. Gì chứ, không phải ca sĩ hả? Không phải ca sĩ. Chứ vô đây làm gì? Hả? Tại gì vô đây? Tôi quản lý ca sĩ mà. Ủa bây giờ quản lý hả? Quản lý mà vậy là chắc là quản lý rồi. Này thì anh nghĩ ca sĩ trời có nào dữ lắm á trời. Kêu ca sĩ vô liền, kêu ca sĩ vô liền. Bé này đỉnh lắm á. Kêu ca sĩ vô liền. Kêu ca sĩ vô liền đi. Kêu ca sĩ vô gấp đi. Ca sĩ ơi, vô đi cưng. Sao vũ đạo mà không thấy hát vậy? Vô luôn. Sao vô chèo quá chèo. Tại vì ca sĩ này đó giờ là chuyên gia hát tốt á, cho nên là hát xong bài là vô luôn. Bây giờ cho lại một miếng nhạc đi. Giữ nó lại. Gì? Rồi tắt nhạc rồi. Giữ lại. Rồi. Bây giờ mình qua coi hàng hay sao anh ạ? Coi. Qua coi hàng đi. Cần thêm thắt gì không nè? Ổn anh ơi, mặt mày rất là ok nha anh. Sao vậy? Cái gì vậy?
cần tháo ra không em? Thôi được rồi, để gì okay. cho nó đẹp. Mặt mày ok anh ơi, mặt mày thanh tú lắm anh. À, tóc tai cũng được. Hợp hợp phong thủy đúng không? Dáng ok, trời anh ơi, đặc biệt nè, cái người này có tướng phu thê với anh đó. Cái gì ghê vậy? Né né né. Rồi giờ test giọng hát được rồi mình làm luôn. Hey. Vô vô em. Hey. Chưa vô chưa vô. Cái thế này giống xiếc quá vậy, tôi nhớ hồi đi nhậu hay vô rồi đó, vô rồi. Vô. Hey. Hơi dài. Chưa vô điệp khúc anh nè, chưa vô điệp khúc. Rồi vô vô lại. Anh đá cho câu lạc bộ nào đá quá vậy? Không biết. Cổ là ca sĩ hay là cầu thủ mà đá câu lạc bộ nào đá? Không, không cần phải hát thêm gì nữa hết. Anh bước ra đây. Nếu như mà không đầu tư vào ca sĩ này thì đừng bao giờ đầu tư ca sĩ nào hết. Anh ơi, cô này đầy tiềm năng anh ơi. Đầy tiềm năng anh mới đầu tư. Có lực, có nội lực cái chồng. Đúng rồi, đầy bí ẩn. Cái gì vậy? Phải đầu tư vô đây. Đầu tư cái gì, tôi thấy không ổn chút nào hết trơn. Tôi thấy không ổn chút nào hết. Ca sĩ gì hát có một chữ mà hát tới ngày mốt là sao? Hey! Cô im đi. Mấy người nghĩ sao vậy? Ca sĩ như vậy mà lăng xê người ta hát những cái thể loại nhạc một chữ như vậy mà hát mấy tiếng đồng hồ hả? Hey! Hey em đi. Bây giờ tôi tuyên bố ha, bây giờ nè, anh đi, anh tiếp tục đi, đi làm cái nghề của anh đi, là kinh doanh heo gì đó. Còn ông đi nhậu tiếp đi, còn cậu lên núi Tà Lộn tiếp tục coi bói. Còn ở công ty International Super Show Sắc Cửu Lắc này, giải thể tôi nghĩ. Tôi nghĩ. Anh ơi. 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 Anh ơ